Giang giật thu hồi lệnh bài, mê hoặc nháy nháy mắt, vậy là được rồi đều không ghi chép thoáng cái, vạn nhất sai lầm đâu hắn trần chờ một chút, lão giả kia không nhịn được xem xét hắn một cái nói, còn có việc. Giang giật cắn răng nói ra, đại nhân, chúng ta cái này trăm ngày bên trong không cần lên giao lôi thạch đi. Lão giả sắc mặt thoáng cái trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, người lỗ tai có vấn đề vừa rồi ta không phải nói trăm ngày sau lại đến ra ngoài. Nha, Giang giật sờ lên cái mũi ngượng ngùng đi ra ngoài, Tại cửa ra vào hắn dừng một chút, nhìn thấy thoáng cái đệ nhị đại sảnh, cuối cùng không chịu nổi nội tâm hiếu kỳ, đi vào. Lục cùng cùng Hồ Tam đều nói qua công huân tại thần tứ bộ lạc tác dụng rất lớn, nhưng chính là không có nói rõ, lời này càng là nói một nửa, càng có thể gây nên người lòng hiếu kỳ. Cái thứ hai trong đại sảnh bài trí cùng cái thứ nhất không có khác nhau, bất quá lần này bên trong ngồi chính là một cái mặt mũi hiền lành lão ẩu, nhìn thấy Giang giật sau khi đi vào còn ngẩng đầu mỉm cười, chủ động mở miệng nói, người trẻ tuổi, người muốn đổi lấy công huân. Giang giật thoáng cái hữu thụ sủng như kinh hãi cảm giác, người của lục ra một mực biểu hiện đều là lạnh lùng bá đạo vô tình, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể đắc tội người của lục ra, giờ phút này lão ẩu thái độ như thế để hắn hảo cảm đại sinh, vội vàng cung kính chắp tay nói, đại nhân, ta nghĩ muốn hiểu rõ hạ công huân có làm được cái gì rồi quyết định muốn hay không đổi thành. Ha ha, mặt mũi hiền lành lão ẩu khẽ mỉm cười nói, tại thần tứ bộ lạc, nhất lưu thông tiền tệ không phải thiên thạch mà là công huân. Người trẻ tuổi người đối bộ lạc cũng không quen thuộc a. À. Đúng vậy, đại nhân." Sang giật gật đầu nói, "Ta còn là lần thứ nhất vào bộ lạc, bởi vì không có đầy đủ thiên thạch cho nên mới phục dịch." "Dạng này a." À. Lão ẩu mỉm cười giải thích, "Thần tứ bộ lạc địa hình là Cửu Long Đoạt Châu, ở giữa là thần tứ đảo, toàn bộ thần tứ bộ lạc bên trong có một cái cự cử đại Cửu Long diệt thần trận, đại trận này không chỉ có thể phòng ngự giết địch." Còn có một cái thần kỳ công năng, cái kia chính là tụ tập thiên địa nguyên khí. Tụ Linh Trận, Giang giật đôi mắt sáng lên, bất kỳ cái gì tu luyện bảo vật bên trong đều có tụ linh trận, bất quá đem toàn bộ tội đảo lớn như thế phạm vi đều bao phủ tại tụ linh trận bên trong, thủ bút này tựu lớn, lúc trước kiến tạo Cửu Long Diệt Thần Đại trận người quả thực là tuyệt thế thiên tài a. Lão ẩu gật đầu nói, tại thần tứ bộ lạc bên trong thiên địa nguyên khí đều so bên ngoài mạnh, càng đến gần thần tứ đảo càng mạnh, thần tứ trong đảo thiên địa nguyên khí là phía ngoài gấp 10. Giống như ngươi còn có được tu luyện bảo vật, tốc độ tu luyện của ngươi vậy liền có thể đạt tới mấy chục lần, gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Dựa vào, Giang giật toàn thân run lên, cái này Cửu Long Diệt Thần trận quá nghịch thiên, đại trận trung tâm thần tứ đảo thiên địa nguyên lực như thế nồng đậm đây không phải là ở trên đảo tu luyện, phối hợp đế cung cùng hắn hoàn mỹ thể chất, hắn so ngoại giới người bình thường tốc độ tu luyện sẽ nhanh nghìn lần, đây là cỡ nào nghịch thiên tốc độ tu luyện thần tứ đảo đơn giản liền là võ giả thánh địa a. Ha ha Lão ẩu nhìn thấy giang giật tâm trí hướng về chi sắc, cười nhạt một cái nói, thiếu niên, ta còn muốn nói cho ngươi một điểm, liền là tại thần tứ trong đảo cả mộ đạo văn so bên ngoài muốn lại càng dễ một chút. Đây cũng không phải là khoác lác, mà là chân thực tồn tại, qua nhiều năm như vậy chúng ta làm qua thống kê, thần tứ đảo có thể đản sinh kim cương, thiên quân võ giả so bên ngoài nhiều hai thành. tt giang giật nội tâm nhắc lên ngập trời cự lãng, cái này thần tứ đảo quả nhiên là tu luyện thánh địa, cửu long đều muốn tranh đoạt minh châu hắn cũng âm thầm quyết định chú ý, nhất định muốn nghĩ biện pháp trà trộn vào thần tứ đảo đi, chỉ cần tại kia nghỉ ngơi một hai năm, hắn tự tin ít nhất nguyên lực có thể đạt tới kim cương đỉnh phong. Đáng tiếc, lão ẩu câu nói tiếp theo, để giang giật vừa mới lửa nóng tâm thoáng cái dập tắt, thiếu niên, muốn tiến vào thần tứ đảo, có thiên thạch cùng thực lực đều vô dụng. Chỉ có công huân mới có thể đi vào, tiến vào thần tứ đảo cần 100 vạn công huân, nếu muốn ở thành nội ở lại, vậy cần 100 triệu công huân, đúng rồi. Quên nói cho ngươi, một viên lôi thạch chỉ có thể đổi lấy một điểm công huân. Bịch, Giang giật thân thể run lên, đặt mông ngồi ngay đó. chương 664 con, vào đảo muốn 100 vạn công huân trong thành ở lại muốn 100 triệu. Giang giật vuốt vuốt mặt, trông mong cùng lão ẩu hỏi, đại nhân, người không phải đang đùa ta đi. Hắn liều chết đi ngoài thành bận rộn một ngày, liên hợp phượng loan các nàng chém giết mấy tên thiên quân, mới cho tới hơn 1.000 lôi thạch, giống như toàn bộ đổi công huân, chỉ có hơn 1.000 công huân. Coi như mỗi ngày hắn ra ngoài thu thập lôi thạch, lại không có người đuổi giết hắn tình huống dưới, hắn có thể được đến bao nhiêu lôi thạch hắn phải bao lâu mới có thể chịu đựng trăm vạn công huân chứ nói chi là vào thành ở lại muốn một trăm triệu công huân. Cái này còn có thể lừa ngươi sao? Lão ẩu cũng không tức giận, ôn hòa nói ra, người tùy ý đi hỏi một chút người bên ngoài liền biết, không nói thần tứ đảo, người muốn tiến vào bạch long quần đảo thành chỉ cũng cần công huân, không có công huân người chỉ có thể ở bên ngoài du đáng, thời khắc đều có thể bị giết. Toàn bộ Bạch Long bộ lạc chỉ có cái này thiên lôi thành ngươi có thể đi vào, tại trong thành này không giống muốn lôi thạch Bạch Long bộ lạc có được thành nhỏ trăm tòa, đại thành 10 tòa, siêu cấp đại thành một tòa. Ngươi nếu muốn ở thành nhỏ ở lại, vậy cũng cần 10 vạn công huân, đại thành 50 vạn công huân, siêu cấp đại thành trăm vạn công huân. Ngươi hẳn phải biết công huân tầm quan trọng a. À? Giang giật trợn tròn mắt, hắn vốn cho là hắn lần này đạt được đủ nhiều lôi thạch, mấy tháng sau lại đi ra một chuyến, về sau có thể gối cao không lo, lại không nghĩ rằng hắn đạt được còn xa xa không đủ cái này tội trong đảo ngoại trừ thành trì bên ngoài bất kỳ cái gì địa phương cũng không an toàn hắn muốn dẫn một đám người an nhàn tu luyện cùng sinh hoạt kia nhất định phải tìm một cái thành trì ở lại sở dĩ hắn coi như phục dịch nửa năm kỳ đầy về sau đồng dạng phải nghĩ biện pháp thu hoạch được công huân nghĩ biện pháp vào ở trong thành trì ở bên ngoài căn bản không có cách nào an tâm tu luyện ai biết lúc nào sẽ đột nhiên toát ra một cường giả đem ngươi chém giết giang giật trong đầu chuyển động vài vòng nghĩ thông suốt sự tình về sau, chắp tay nói, đại nhân, cái này công huân còn có biện pháp còn lại thu hoạch được sao? Nên có, lão ẩu gật đầu nói, thu hoạch được công huân biện pháp rất nhiều, đệ nhất người có thể cầm thiên thạch cùng ta đổi thành, có thể cầm bảo vật, cầm yêu thú thi thể linh dược loại hình đổi lấy. Đệ nhị có thể tại thiên lôi đảo, địa long câu, ác hải các loại chờ địa phương phục dịch. Đương nhiên, người phục dịch kỳ đầy, tỉ như tại thiên lôi đảo, người nếu là muốn tiếp tục ở lại, người nhất định phải nộp lên gấp đôi lôi thạch, Thứ ba, người có thể gia nhập lục gia quân, một năm có thể thu được 5.000 điểm công huân, còn có thể miễn phí trong thành ở lại, thiên quân võ giả một năm có thể được đến công huân là một vạn điểm. Đệ tứ người có thể nhận nhiệm vụ, tại trong thành trì sẽ có người tuyên bố nhiệm vụ, tỉ như truy sát một cái nào đó võ giả, chém giết sau có thể được đến công huân, càng nhiều thu hoạch được công huân phương pháp, người đi lớn nhỏ trong thành trì liền có thể biết rõ. Bao nhiêu thiên thạch một điểm công huân? Giang giật thử hỏi một tiếng, Kết quả lão ẩu nói một con số để hắn rất là im lặng, hồ tam kia 800 thiên thạch một viên lôi thạch, một điểm công huân tương đương 800 thiên thạch. Nơi này lại muốn một ngàn thiên thạch, lục ra quả nhiên là thổ phỉ, đây là ăn cướp trắng trợn A. Được rồi, đa tạ đại nhân giải hoặc, nếu ta có lôi thạch lại đến đổi lấy công huân. Giang giật chắp tay hành lễ, cáo biệt mà đi, lão ẩu mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì nữa, đưa mắt nhìn Giang giật rời đi về sau, sắc mặt của nàng lại một lần lạnh xuống, Đùa cợt nói ra, bá đao, thu ngươi một vạn thiên thạch, việc ta đều làm, tiểu tử này là không ra khỏi thành, tựu xem ngươi vận khí. Tiểu tử, cũng đừng trách ta, ngươi không chết tại bá đao trong tay, một năm kỳ đầy về sau, không có công huân vào không được thành, ngươi đồng dạng sẽ chết. Giang giật mang theo tâm tình nặng nề đi trở về viện tử của mình, một đường không ngừng có người hướng hắn ném đi ánh mắt khác thường, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Trở lại viện tử về sau, hắn lấy ra một khối đưa tin lệnh bài truyền đi một cái tin tức không lâu lắm Hồ Tam liền tới, lệnh bài này là Hồ Tam cho hắn, cần tình báo thời điểm tùy thời có thể dùng tìm hắn. Tại ném ra hơn một ngàn thiên thạch về sau, Giang giật đạt được hắn nghĩ tới tình báo. Vừa rồi lão ẩu kia cũng không có nửa câu nói ngoa, tại tội trong đảo sở hữu thành trì, ban đêm đều là cấm đi lại ban đêm, người tại trong thành trì không có ở lại viện tử, dám ở trong thành trì du đáng sẽ bị vô tình đánh giết. Mà coi như trong thành nhỏ nhỏ nhất viện tử, đều cần 10 vạn công huân mới có thể mua sắm không có công huân người chỉ có thể ở giã ngoài hoang vu lang thang, lúc nào cũng có thể sẽ bị võ giả cướp đoạt đánh giết, cái này tội trong đảo đảo và trong hải vực, thế nhưng là có không ít chuyên nghiệp giết người cướp của tội phạm đoàn, hắn loại này phì ngư khẳng định sẽ tao ngộ vô cùng vô tận truy sát. Tại hồ tam cái này, Giang giật cũng nhận được một chút đối với hắn có lợi tin tức. Tỷ như lôi lĩnh nội có rất nhiều lôi thạch, nhưng không ai dám đi khai quật. Cũng chỉ có hắn có được hỏa linh châu có thể khai quật, bình thường võ giả cũng không dám bên trên lôi lĩnh, coi như thập đại bá chủ đối lôi lĩnh đều tránh như xa hạt. Sở dĩ chỉ cần giang giật có thể né qua người khác truy sát, tiến vào lôi lĩnh nội, hắn có thể đem lôi lĩnh nội đại bộ phận lôi thạch đều móc ra. Cái này thiên lôi đảo rất lớn, lôi lĩnh chiếm cứ 2 phần 3 địa vực, như toàn bộ lôi thạch đều móc ra, không nói mấy chục vạn lôi thạch, mấy vạn hẳn là có. Chỉ cần đạt được mấy vạn lôi thạch, hắn chỉ ít có thể tại thiên lôi thành an nhàn ở lại mấy năm, lại chậm chậm mưu toan. Vấn đề là hắn làm sao bình an đến lôi lĩnh nội. Bá đao cùng long ra người tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm hắn, đoán chừng còn không có ra khỏi thành, bên ngoài liền sẽ có số lớn cường giả chờ lấy hắn. Hắn coi như có thể ra ngoài, có thể vò tới lôi lính, đào được lôi thạch sau lại thế nào về thành bá đao cùng long ra người chỉ cần ở cửa thành đóng giữ, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đưa tiến hồ tam, giang giật mở ra trong sân vòng bảo hộ, một người lâm vào trong trầm tư. Những người còn lại đều tại đế cung bên trong, trong sân vắng ngắt, giang giật một người ngồi xuống liền là một ngày, tại trời tối thời gian hắn rốt cục có chú ý. Vừa rồi hắn hướng Hồ Tam tìm hiểu rõ ràng, cái này lôi lĩnh bên trên trời vừa tối, lôi điện hội ngừng đánh xuống, nhưng đầy khắp núi đồi lôi hỏa hội bốn vọt, sở dĩ tại trong đêm không ai dám tại ngoài đông thành dừng lại. Người khác không dám, hắn lại dám, bởi vì hắn không sợ hỏa, cái này lôi hỏa nhiệt độ tuy cao, nhưng chỉ cần hắn không tới gần liền không sao. Lôi hỏa vọt tới, hắn tùy thời có thể dùng thuấn di lái đi, ban đêm ngoài thành, đối với người khác mà nói là địa ngục, Đối với hắn mà nói cùng bản thân hậu hoa viên không có khác nhau. Ừm, hơn phân nửa tháng lại đi ra, đem lôi lĩnh lôi thạch có thể đào toàn bộ đào, hắc hắc, để bá đao cùng long ra trước chờ nửa tháng đi, chờ đến bọn hắn phiền muộn đến thổ huyết lại đi ra. Giang giật hạ quyết tâm, quyết định trước tu luyện nửa tháng, trước tiên đem nguyên lực cảnh giới tăng lên một chút, dạng này tốc độ của hắn có thể càng nhanh mấy phần, sống sót cơ hội cũng sẽ lớn hơn. Nửa đêm ra khỏi thành, trước tiên đem phía ngoài lôi thạch toàn bộ đào xong lại nói, giống như bá đao cùng long ra người một mực tại cửa thành chặn lấy, hắn tự không trở về thành, tại lôi lĩnh bên trên tiêu hao mấy tháng. Dù sao hắn đem lôi thạch toàn bộ nộp lên, có thể kiên trì 5 tháng. Hắn còn không tin, bá đao bọn người sẽ ở cửa thành các loại chờ 4 năm tháng. Hắn thần thức lướt qua bên trong, thấy mọi người đều đang đợi hắn, vội vàng đem mọi người truyền tống ra. Hắn cũng không có nói quá nhiều, chỉ nói là đã nộp lên trăm ngày lôi thạch, để đại gia an tâm tu luyện cùng ở lại, không nên nghĩ quá nhiều, nếu là chiến đấu hội sớm thông chi bọn hắn. Chiến vô song cùng tiền vạn quán vân phỉ giang tiểu nô an tâm hồi trở lại đế cung bên trong tu luyện, Phượng Loan cũng xếp bằng ở gian phòng bên trong luyện hóa cái kia con thoi hình siêu thánh khí, kim giao thành thành thật thật ngồi xếp bằng đi viện tử trong góc tu luyện, đem không gian lưu cho giang giật cùng thanh ngư. Tiểu thanh ngư, ta chuẩn bị bế quan bán nguyệt, tu luyện nguyên lực, cái này bán nguyệt ngươi có thể hay không quá nhàm chán. Giang giật xem thanh ngư một người không có việc gì, Cao mày nói ra, nếu không ngươi tiên tiến đế cung bên trong a các loại chờ, phượng nhi luyện hóa siêu thánh khí, ta lại đem nàng truyền tống vào đi, vân phỉ cũng ở bên trong, ngươi sẽ không nhàm chán. Thanh ngư nhẹ gật đầu, còn ngươi nhất chuyển cũng rất nhanh nóng rực lên, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dán đi lên, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve giang giật trước ngực từng cục cơ bắp, mị nhãn như tơ nhìn qua hắn, nói ra công tử, trong khoảng thời gian này có thể đều không gặp được ngươi, thanh ngư sẽ rất nghĩ người đấy, nếu không, Người trước hết để cho Thanh Ngư ăn no nê, để giải nỗi khổ tương tư. Con, Giang giật cúi đầu nhìn qua trong ngực như dạ Miêu Liêu nhân Thanh Ngư, cười mắng còn không đi tắm rửa. Chương 665, hắn thật ra khỏi thành. Cái này Thiên Lôi Thành bên trong thiên địa nguyên khí quả nhiên so ngoại giới nồng nặc một chút, bất quá vẻn vẹn nồng nặc một chút xíu. Chậc chật, Thiên Lôi Đảo là phía ngoài nhất, nếu như là trung tâm nhất thần tứ đảo thiên địa nguyên khí tuyệt đối sẽ nồng đậm gấp 10, cái này Cửu Long Diệt Thần đại trận quả nhiên nghịch thiên. Bán nguyệt thời gian một cái chớp mắt đã vượt qua, Giang Dập bị khốn long thảo cải biến thể chất về sau, tốc độ tu luyện tiêu thăng, đáng tiếc hắn không có cách nào tiến vào đế cung, nếu không tốc độ tu luyện liền là gấp trăm lần. Đế cung quá lớn, viện này quá nhỏ, không có cách nào an trí, hắn luôn không khả năng để đế cung lơ lửng tại trên khu nhà nhỏ uổng phí A lớn lối như thế vạn nhất chọc giận tới lục gia cường giả, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Nếu có thể ở thần tứ đảo tu luyện, phối hợp đế cung, vậy tu luyện tốc độ nên kinh khủng đến cỡ nào. Nhớ tới thần tứ đảo, Giang giật lần nữa tâm trí hướng về, hắn mở to mắt, thần thức quét qua phát hiện Phượng Loan đã luyện hóa hoàn tất, đang ngồi ở gian phòng bên trong đọc sách. Nhìn sắc trời một chút, Ly Thiên Hắc còn sớm, hắn thả ra thần niệm dò xét một lần, thành nội cũng không có tình huống đặc biệt, đại đa số người đều đi lôi sơn bên kia, thành nội vắng ngắt. Hừ, hắn dò xét đến phụ cận có mấy cái trong tiểu viện nhiều mấy cái người xa lạ, rõ ràng là Long ra cùng bá Đao lưu lại thám tử, hắn thu hồi thần niệm, còn người nhất chuyển đứng dậy cùng Phượng Loan nói một tiếng, một người ra ngoài. Quả nhiên, hắn vừa ra khỏi cửa, mấy đạo thần thức tự quét tới, một mực khóa chặt hắn. Hắn cũng không để ý tới những người này, cực tốc chạy như điên, thẳng tắp hướng thành đông chạy đi. Hiu hiu hiu, hắn cái này vừa chạy, đem những thám tử kia toàn bộ hù dọa, những người kia lập tức đưa tin trở về một lát sau thành nội mấy cái biệt viện bên trong hơn 10 tên thiên quân điên cuồng theo trong sân sông ra, thẳng đến cửa thành đông. Bá đao cùng long ra không hề động, giang giật chưa có xác định ra khỏi thành, thân phận của hai người địa vị ở nơi đó đặt vào, không thể năng hỏa lửa cháy đuổi theo giết, chỉ cần phái một chút thủ hạ đi trước chặn đánh một vòng là đủ. Như giang giật còn có thể chém giết đám kia thiên quân, vậy bọn hắn nhất định phải xuất động, nếu không thủ hạ tay bị giết hết, hai người chỉ có thể làm quang can tư lệnh, hơn người người thiên quân cực tốc lao nhanh ra cửa thành đông bên ngoài chờ đợi giang giật ra lập tức phục kích chém giết chỉ là bọn hắn đợi nửa nén hương sau thu được đưa tin giang giật chỉ là tiến vào phủ thành chủ một chuyến nộp lên một chút lôi thạch lại về tới bên trong tiểu viện của mình mẹ nó toàn bộ thiên quân giận dữ không thôi hùng hùng hổ hổ hướng thành nội đi đến bọn hắn thân phận địa vị đặc thù tự nhiên không có khả năng cùng đồ đần ở ngoài thành chờ lấy dù sao giang giật mọi cử động đang giám thị bên trong chờ Giang giật ra bọn hắn lại phục kích cũng không muộn. Một canh giờ sau, từng đạo khẩn cấp truyền âm vang lên tại vừa rồi hơn 10 tên thiên quân bên tai, Giang giật lại ra, lần này thẳng đến cửa thành đông. Xoạt, hơn 10 tên thiên quân bạo động, vừa rồi lửa giận còn không có đánh tan, Giang giật dám ra khỏi thành bọn hắn nhất định dậy một chút hắn làm người như thế nào. Hưu, 18 người bằng nhanh nhất tốc độ lao nhanh ra cửa thành đông, bọn hắn ra khỏi thành trước còn có thể dò xét đến Giang giật chính chạy về phía này, mọi người đại hỉ, mài đao hách hách chuẩn bị đem Giang Giật cho làm. Kết quả, Giang Giật tại Đông Thành bên trong một lối đi ngừng lại, dừng một chút sau đó thân thể hướng bên cạnh một đầu hẻm nhỏ đi đến, nhàn nhã dạo qua một vòng, lại về tới viện tử của mình. Thảo 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 thảo, cái này tạp toái đang đùa ta bọn họ đùa đâu? Lão tử muốn bóp chết hắn, bóp chết hắn, bóp chết nếu là như trong tay ta, ta để hắn cầu sinh không phải muốn chết không xong. Từng cái thiên quân cường giả hùng hùng hổ hổ, hổ hướng mạch kín đi đến, nhưng là lần này bọn hắn còn không có trở lại chính mình viện tử, giang giật lại ra, mà lại tốc độ so hai lần trước đều muốn nhanh, vẫn như cố thẳng đến cửa thành đông. Hiu hiu hiu, mọi người chỉ có thể kìm nén đầy mình lửa giận nhắm hướng đông cửa thành lao nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra giang giật lượn quanh một vòng, đem mọi người lừa gạt đến ngoài đông thành về sau, lúc này mới thản nhiên dạo bước hướng đi trở về đi. Điên rồi, điên rồi. 18 tên thiên quân tại thiên lôi thành cũng coi là nhân vật có mặt mũi, bị giang giật trêu đùa vài vòng. Thành nội vô số người đều đang nhìn náo nhiệt, lục gia quân sĩ càng là cười ha ha không ngừng. Cái này khiến mọi người cảm giác rất là khó xử, đối giang giật oán hận cũng đã tới cực điểm, rất nhiều người dò xét đến giang giật thản nhiên trong thành dạo bước, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt sống. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, mọi người cũng an tâm trở lại chỗ ở của mình, trong đêm giang giật luôn không khả năng ra ngoài đi ngoài thành đại bộ đội cũng lần lượt trở về, toàn bộ thiên lôi thành trở nên huyên náo cùng phồn hoa. Tốt! Phượng Nhi, người vào đế cung bên trong, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, ta muốn ra khỏi thành. Giang giật tại trong tiểu viện cùng Phượng Loan giải thích một lần, Phượng Loan không nói gì, Giang giật đã quyết định, hơn nữa còn đáp ứng nàng, chỉ cần gặp nguy hiểm trước tiên bảo nàng xuất chiến. Nếu là cùng một chỗ vì bọn nàng có thể tốt hơn sinh tồn được chiến đấu, Phượng Loan có cái gì tốt nói cùng lắm thì để Giang giật mang theo độn thiên rời đi, tiếp tục lưu lạc thiên nhai thôi. Giang giật đem Phượng Loan cùng Kim Giao thu sạch nhập đế cung bên trong, chờ bên ngoài đại bộ đội không sai biệt lắm toàn bộ vào thành về sau hắn lần nữa mở ra viện tử vòng bảo hộ hướng ra phía ngoài chạy như điên a à, đám thám tử lại giật mình nhưng nhìn sắc trời một chút mọi người cũng không có quá để ý coi là giang giật vừa chuẩn chuẩn bị trêu đùa đại gia bất quá cẩn thận đệ nhất đám thám tử vẫn là trước tiên đưa tin cho bá đao cùng long ra ầm ừ, bá đao đang dùng cơm vừa tiếp xúc với đến đưa tin trong tay một khối to lớn xương thú hung hăng nện ở trên mặt bàn tức miệng mắng to, ngu xuẩn, trời đã tối rồi tiểu tử này dám ra khỏi thành đưa tin truyền cái dám A, à, để lão tử muốn ăn cũng bị mất. Một cái khác trong sân, lòng ra cũng không để ý, dù sao trời tối, bên ngoài liền xem như bọn hắn cũng không dám tùy ý xông loạn, giang giật giống như không phải người ngu chắc chắn sẽ không ra khỏi thành. Nào biết, giang giật ở trong thành chạy như điên, đến cửa thành đông về sau, tại một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, thẳng tắp xông ra cửa thành, biến mất không thấy. Loảng xoảng Bá đao đang bưng một cái chén lớn ăn canh, cái chén lớn trong tay thoáng cái đập xuống trên mặt đất, đầy mắt mơ hồ, hắn nháy nháy mắt hỏi tiểu tử kia xác định ra khỏi thành. Thiên chân vạn xác rất nhiều người đều thấy được, tới đưa tin thám tử, gà con mổ thóc gật đầu. Ba, bá đao nhấc lên một cái rượu ký viện đột nhiên hướng thám tử kia đầu đập tới, thám tử chỉ có kim cương cảnh thực lực lại thế nào né tránh bỗng chốc bị nện đến đầu rơi máu chảy, bá đao nổi giận hét lớn còn đứng ngây đó làm gì còn không gọi người đi truy sát. Truy trinh sát xoa xoa trên đầu huyết trên mặt không dám lộ ra nửa điểm tức giận ngược lại rụt đầu một cái chỉ chỉ bên ngoài bầu trời nói bá đao ca bên ngoài trời tối trời tối bá đao nhìn nhìn trong mắt nghi ngờ lóe lên lẩm bẩm nói tiểu tử này trời tối làm sao dám ra ngoài hắn điên rồi sao nghĩ tại trong đêm kiểm lậu gọi người hắn thì thào hai tiếng trên thân sát khí dâng lên trầm giọng nói đừng quản nhiều như vậy phái người đi cửa thành ngồi chờ tường thành bên ngoài bình thường sẽ không có lôi hỏa đem cửa thành cho ta giữ vững, tiểu tử kia nếu là tiến vào thành đến, ta muốn đầu của bọn hắn. Vù vù, không lâu lắm, bá đao cùng long ra kia 18 tên thủ hạ toàn bộ chạy vội ra khỏi thành, bọn hắn đứng ở cửa thành khẩu, nhìn qua nơi xa như từng cái viễn cổ hung thú núi cao trùng điệp, nhìn qua bên trong dãy núi lấm ta lấm tấm, toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Một người thần thức bốn phía quét qua, có chút buồn bực nói ra, tiểu tử kia dám trong đêm mặc lôi sơn lôi lĩnh, hẳn phải chết không nghi ngờ, vấn đề là chúng ta không có cách nào xác nhận sống chết của hắn, chẳng lẽ một mực tại ngoài thành trông coi. Ở lại đi, một tên bá đao thủ hạ nhổ một ngụm nước bọt, tựa ở trên tường thành ngồi xổm xuống dưới, hùng hùng hổ hổ nói, chỉ cần một ngày không xác định tiểu tử kia chết rồi, chúng ta nhất định phải tại cái này thủ một ngày, chúng ta nếu là dám trở về, vạn nhất tiểu tử này không chết lẻn về thành, chúng ta cũng phải bị bá đao ca xé. Chương 666, Như Tuyết, chờ ta. Ngọa Tào, Đến trong đêm cái này lôi hỏa quả nhiên khắp nơi tán loạn. Trong đêm đen, tinh thần không có mấy khỏa bầu trời một mảnh lờ mờ, lôi lĩnh cái trước thân ảnh màu đỏ rực tại sơn trong cổ lao nhanh, phía sau hắn có một đoàn lôi hỏa, như đoạt hồn cốc u minh quỷ hỏa du đãng mà tới. Không chỉ là nơi này, lôi lĩnh nội khắp nơi đều là lôi hỏa, những cái kia lôi hỏa chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, như quỷ hồn du đãng, lúc phi hành không có quy luật chút nào, xa xa nhìn lại tựa như vô số lệ quỷ trong núi du đãng, rất là dọa người. Giang giật thì có chút trợn tròn mắt, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy lôi thạch, lần trước hắn tìm lôi thạch rất đơn giản, nơi đó có lôi hỏa tự có lôi thạch. Giờ phút này lôi hỏa không biết là cái này lôi điện lớn đại trận nguyên nhân, vẫn là duyên cớ gì, đầy khắp núi đồi du tẩu, hắn làm sao có thể tìm tới lôi thạch địa phương quỷ quái này hắn cũng không dám dùng thần thức dò xét, vạn nhất trong núi có lôi hỏa, hắn liền muốn bi kịch. Sở dĩ, hắn cũng thay đổi thành cô hồn giã quỷ, tại đen nhánh trong núi hoang tán loạn, không biết đi đâu, chỉ có thể chết lặng tránh né lôi hỏa, chờ hừng đông. Cũng may cái này lôi hỏa tốc độ không tính quá nhanh, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tùy thời có thể thuấn di tránh thoát đi. Đến đằng sau đều không cần thuấn di, trước thời gian đánh giá ra lôi hỏa bay đi quỹ tích, nhẹ nhõm tránh thoát đi. Đúng rồi, ta có thể đi lôi sơn nhìn xem, nói không chừng lại có lôi thạch phun trào đâu. Giang giật nhớ tới kia 10 tòa như dựng đứng ngón tay lôi sơn, trong nháy mắt có tinh thần, kia lôi sơn thế nhưng là có thể phun trào lôi thạch, vạn nhất ban đêm cũng sẽ phun trào đâu hưu hắn thân thể hóa thành du long thẳng tắp nhắm hướng đông bên cạnh bay đi bốn phía không ngừng có lôi hỏa du đáng đầy khắp núi đồi đều là nhưng giang giật thân thể như một con phi điều linh động những cái kia lôi hỏa căn bản không có cách nào tới gần hắn một nén nhang hai nén hương nửa canh giờ giang giật đã tới lôi sơn phụ cận hắn sừng sững tại một tòa núi nhỏ phía trên xa xa hướng lôi sơn nhìn lại trên mặt lộ ra một tia đắng chát mười tòa lôi sơn như định hải thần châm đứng sừng sững ở phía trước, lôi sơn phụ cận đều là từng đoàn từng đoàn to lớn lôi hỏa, đem phía trước chiếu dọi đến một mảnh sáng như tuyết. Có bốn tòa lôi sơn phía dưới mặt đất đều có lôi thạch, hẳn là lôi sơn phun trào. Vấn đề là giang giật căn bản không dám đi qua nhặt, bởi vì lôi sơn phụ cận lôi hỏa rất rất nhiều. Đợi hừng đông, giang giật rất là trông mà thèm nhìn qua kia trên mặt đất lập lòe tỏa sáng, như từng viên chân châu lôi thạch, kia trên đất lôi thạch ít nhất có hơn 2.000 mai, nhưng hắn lại chỉ có thể đứng tại cái này dương mắt nhìn. a à bên kia nơi xa có hai cái lôi thạch, giang giật bốn phía liếc nhìn, phát hiện tòa thứ nhất lôi sơn bên trái hơn 10 dặm bên ngoài sa mạc bên trên có hai nơi ánh sáng, hắn hai chân tại đỉnh núi một điểm, thân thể như cầu vòng vò tới. Quả nhiên là lôi thạch, giang giật bay thấp mà xuống, chung quanh đây sa mạc mặc dù cũng có lôi hỏa du đáng, nhưng khoảng cách lôi sơn có chút xa, sở dĩ số lượng cực ít. Hắn nhanh chóng thu lấy, lại tại phụ cận tìm kiếm cái này lôi sơn phun trào lôi thạch có có thể phun trào rất xa hắn vừa vặn từng cái thu lấy hắn thân thể hóa thành tàn ảnh tại phụ cận tìm kiếm nửa nén hương sau hắn tìm được mười mấy mai lôi thạch ánh mắt của hắn hướng lôi sơn phía sau sa mạc nhìn lại nhanh chóng chạy như bay quay chung quanh lôi sơn xa xa tìm kiếm a à, lôi sơn phía sau thế mà cũng có một mảnh lôi lĩnh giang giật đến mười tòa lôi sơn hậu phương ngoài mấy chục dặm nhìn thấy nơi xa có một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong dãy núi đồng dạng có rất nhiều lôi hỏa du đáng, hắn âm thầm vui mừng. Cái này lôi lĩnh thế nhưng là địa bàn của hắn A, lôi lĩnh càng rộng lớn hơn, lôi thạch càng nhiều, hắn cũng có thể được càng nhiều công huân. Vây quanh lôi sơn lượn quanh một vòng, giang giật đem có thể nhặt lôi thạch đều nhặt được, lấy được hơn 100 mai lôi thạch. Lôi sơn phun trào lôi thạch gần như ngay tại lôi sơn phụ cận, nơi đó lôi hỏa nhiều lắm giang giật không dám tới gần. Đợi hừng đông lôi hỏa biến mất, trước tiên đem sở hữu lôi thạch thu lấy lại vào lôi lĩnh nội đào lôi thạch. Giang giật hạ quyết tâm, ngay tại lôi sơn nơi xa ngồi xếp bằng, kề bên này lôi hỏa tương đối ít, ngẫu nhiên thổi qua đến một đoàn lôi hỏa, hắn thật sớm tránh thoát đi là được. Xếp bằng ở sa mạc bên trên, hắn không có việc gì, nhìn qua cao vút trong mây lôi sơn bắt đầu ngẩn người, nghĩ đến thiên lôi thành sự tình, nghĩ đến thần tứ bộ lạc sự tình, nghĩ đi nghĩ lại. Hắn suy nghĩ bắt đầu trôi hướng tội đảo bên ngoài Đông Hoàng Đại Lục. Trong đầu của hắn hiển hiện một tấm tuyệt mỹ gương mặt, hoảng hốt ở giữa hắn cũng cảm giác phía trước xuất hiện một cái hư ảnh, một đôi đôi mắt trong sáng thâm tình nhìn qua hắn, môi son khẽ mở kêu, giang lang, giang lang. Bất chi bất giác, giang giật đã lệ rơi đầy mặt, hắn toàn thân đều yên lặng tại một loại vô tận đau thương cùng tưởng niệm bên trong. Hắn thân thể cũng bởi vì sợ cùng sợ hãi, có chút đang run rẩy hắn đem đầu chôn ở đầu gối bên trong, hai tay nắm lấy mái tóc màu đỏ, im ắng ô yết. Nam Nhi không dễ rơi lệ, Giang giật xưa nay không là một cái yếu ớt người, tối nay tại cái này dị địa tha hương, lẻ loi chơi trọi hoang sơn giã lĩnh bên trong, một mình hắn khó tránh khỏi có chút nội tâm trống giống, cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Hắn, nhớ tới một mực không dám nghĩ một người, tô như tuyết. Tô như tuyết bị cơ thính vũ mang đến đông hoàng đại lục, giang giật trước kia một mực không dám nghĩ nàng, là bởi vì một khi nhớ nàng, hắn hội kinh hoàng sẽ biết sợ, sẽ đau lòng, hiểu ý toái. Cơ thính vũ là hắn tử thù, mang theo tô như tuyết hai người truyền tống đi đông hoàng đại lục, hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử gia cường giả như mây đông hoàng trong đại lục, các nàng sẽ tao ngộ sự tình gì có thể hay không bị người cướp đoạt có thể hay không ép buộc có thể hay không bị giết tô như tuyết còn sống không nàng phải chăng ngay tại tiếp nhận vô tận cực khổ. Giang giật không biết, liền là không biết sự tình mới có thể để hắn kinh hoàng sợ hãi, hắn trước kia không dám nghĩ, chính là sợ chính mình tâm hoảng ý loạn mất đi tỉnh tháo, đến lúc đó tất cả mọi người muốn chết. Như tuyết, như tuyết, như tuyết, hai tay của hắn nắm lấy tóc, một tiếng một tiếng gầm nhẹ, kia gầm nhẹ tựa như như giã thú làm người sợ hãi, trên người hắn giờ khắc này cũng biến thành sát khí nghiêm nghị, không khí bốn phía đều đình chỉ lưu động. Thật lâu, thật lâu, tại một đoàn lôi hỏa thổi qua đem khắp nơi chiếu sáng về sau, hắn mới thở ra một hơi thật dài, hắn một đôi mắt cũng biến thành băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía phía tây, hắn đột nhiên dùng chính mình lớn nhất khí lực, giống lên, như tuyết, chờ ta. Người nhất định muốn chịu đựng, ta lại không ngừng mạnh lên, trở nên mạnh hơn, ta nhất định sẽ giết trở lại đông hoàng đại lục cứu ngươi ra tới. Phó Điện, ta giang giật ở đây thề, không đem các ngươi nhổ tận gốc, thề không làm người, thề không làm người. Tiếng giống kinh thiên động địa, chấn động đến không gian cũng hơi ba động, tiếng giống truyền khắp khắp nơi, tại lôi lĩnh nội tiếng vọng, thật lâu không ngừng. Giống lên vài tiếng về sau, giang giật trong lòng thoải mái hơn, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, hắn thân thể thuấn di mà đi, tránh đi thổi qua tới lôi hỏa, tiếp tục nhìn qua lôi sơn sững sờ. A, à hắn kinh ngạc nhìn qua nơi xa kia 10 tòa cao ngất lôi sơn, phụ cận vô tận lôi hỏa, ánh mắt hơi có chút bắt đầu mông lung, trong lòng của hắn mơ hồ bắt được một vài thứ, nhưng đi tinh tế suy nghĩ thời điểm, trong đầu nhưng lại trống rỗng. Thiên nhân hợp nhất, hắn linh cơ khẽ động, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tại đem tâm thần chú ý tại lôi sơn phía trên, trong lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn mơ hồ ở giữa tựa hồ lại bắt được một loại thời cơ, một loại có thể cảm mộ đạo văn thời cơ chương 667, tội ác chi địa. Thời gian từ từ trôi qua, Giang giật một mực nhắm mắt đứng tại lôi sơn hậu phương ngoài mấy chục dặm một khối sa mạc bên trên, bất quá có lôi hỏa bay tới lúc, hắn hội tránh đi lôi hỏa, tìm an toàn địa phương tiếp tục ngốc ngốc đứng đấy. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, hắn còn tại thiên nhân hợp nhất trạng thái, phía đông bầu trời lộ ra một tia ngân bạch sắc, tảng sáng, hắn vẫn còn ngốc ngốc bất động. Chậm rãi, lôi hỏa bắt đầu biến mất, rất nhiều lôi hỏa chui vào lôi sơn bên trong, như một đóa đóa bảo liên đang đụng vào trong núi không thấy. Lôi hỏa càng ngày càng ít, rất nhiều nơi lôi thạch đều có thể thu lấy, nhưng Giang giật còn không có tỉnh táo lại. Hưu, đúng lúc này, thiên lôi thành phương hướng sa mạc trên gành bãi truyền đến từng đạo tiếng xé gió, một cỗ khí tức cường đại cũng tràn ngập mà đến, Giang giật vẫn còn trầm mặc từ từ nhắm hai mắt đứng tại chỗ bất động. Hưu, 50 đạo thân ảnh phá không mà đến, là 50 tên thiên quân, cái này 50 tên thiên quân năm người một tổ, như gió chỉ điện giật vào tới, thẳng bôn lôi dưới núi, ánh mắt khóa chặt lôi sơn dưới lôi thạch, trong con người đều là nóng rực. Hưu, 50 người chạy như bay đến, như như gió thu quét lá rụng đem trên mặt đất lôi thạch phân biệt thu hồi, thân thể lóe lên lại vây quanh lôi sơn tiếp tục thu thập lôi thạch. A, à, một tên thiên quân vòng qua lôi sơn, đột nhiên thấy được nơi xa một cái thân thể nho nhỏ, hắn con người co rụt lại, thần thức dò xét đi qua trên mặt lộ ra kinh sợ, quát khẽ, là thương lang. Hắn, hắn thế mà còn sống, cái gì, Toàn bộ người ánh mắt đều hướng phương xa ném đi, thần thức loạn xạ, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ không dám tin, giang giật lại bên ngoài chờ đợi một đêm, hoàn hảo không chút tổn hại, hắn còn sống. Giết, bá đao cùng long gia thủ hạ năm tên thiên quân lập tức sát khí như hồng, nhưng ở bọn hắn vừa mới chuẩn bị hướng giang giật bay đi lúc, giang giật con mắt mở ra, một đôi mắt bên trong đều là tức giật. Còn kém một điểm, kém một chút ta liền tóm lấy kia tia đạo vận, cảm ngộ mộ một loại đạo văn, bị đám này tạp toái phá hủy. Giang giật nổi giận mắng vài câu, trên thân thể bạch quang lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, ra hậu phương lôi lĩnh nội, thân thể như cuồng long hướng lôi lĩnh đi. Đạo văn cảm mộ gian nan nhất, Giang giật thật vất vả tại đêm qua bắt lấy một tia đạo vận cùng thời cơ, nhưng còn không có triệt để bắt lấy, đám người này liền đến, thần trí của bọn hắn cũng đem hắn giật mình tỉnh lại. Vù vù, 10 tên thiên quân không để ý tới thu thập trên đất lôi thạch, hướng Giang giật điên cuồng đuổi theo, nếu là có thể chém giết Giang giật, bọn hắn lão đại khẳng định trùng điệp có thưởng điểm ấy lôi thạch không tính là gì. Đáng tiếc bọn hắn khoảng cách giang giật có mấy chục dặm đường, chờ bọn hắn tiến vào lôi lĩnh hướng giang giật đuổi theo lúc, đã đã mất đi giang giật thân ảnh, tại lôi lĩnh nội bọn hắn cũng không dám phóng thích thần thức dò xét. Nơi này nhiệt độ cao như vậy, phía trước khẳng định có một đoàn lôi hỏa, tiểu tử này lại mạnh mẽ đâm tới, chẳng lẽ hắn không sợ nhiệt độ cao. Một tên thiên quân kinh nghi kêu lên, còn lại 9 người liếc nhau đều nghi hoặc trùng điệp, giang giật đêm qua có thể còn sống sót, cái này đã để mọi người thất kinh giờ phút này lại tại lôi lĩnh nội tứ không kiêng sợ lao nhanh. Một người đôi mắt sáng lên, kinh hô lên, là, hắn nhất định không sợ nhiệt độ cao, hắn khẳng định có được tích lửa siêu thánh khí, thậm chí ngụy thần khí, nếu không trong đêm nhiều như vậy dù đáng lôi hỏa, hắn làm sao có thể sống sót. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, có hai tên thiên quân rất nhanh giật mình tỉnh lại, thân thể bắn ngược mà quay về hướng thành nội chạy đi, trọng yếu như vậy tin tức nhất định phải trước tiên truyền báo cho bọn hắn lão đại, mời bọn họ định đoạt lôi lính nội lôi hỏa quá nhiều nhiệt độ quá cao mọi người chỉ là tại phụ cận tìm tòi một vòng xác định giang giật tiến vào lôi lính chỗ sâu về sau chỉ có thể bất đắc dĩ trở về chờ bọn hắn trở về trên đất lôi thạch đã toàn bộ bị cướp hết xa 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 mạc trên gành bãi cũng có liên tục không ngừng võ giả vào tới thiên lôi thành bên trong võ giả đến lôi sơn đoạt lôi thạch thiên lôi đảo mỗi ngày đều là dạng này trời còn chưa sáng các thế lực võ giả trên quảng trường tụ tập bởi năm vị thiên quân dẫn đội đến lôi sơn. Không qua đêm bên trong lôi thạch những này cấp thấp võ giả là không có tư cách thu lấy, chỉ có các loại chờ, 50 tên thiên quân thu lấy về sau, bọn hắn mới có thể vây quanh ở 10 tòa lôi sơn phía dưới, trông mong chờ lấy lôi sơn phun trào lôi thạch. Hơn một vạn người bên trong vận khí tốt, một ngày có thể được đến 3 năm mai, vận khí không tốt 3 năm thiên đều không chiếm được một viên. Mà lại bọn hắn đạt được lôi thạch, không chỉ có muốn lên giao phủ thành chủ, còn muốn cách đoạn về thời gian giao một lần cho thập đại bá chủ. Sở dĩ, trên cơ bản, bọn hắn tranh đoạt đến lôi thạch, đều là người khác, còn thường xuyên nhập không đủ suất, cuối cùng chỉ có thể hướng bọn hắn bá chủ mượn lôi thạch, mà mượn lợi tức thường thường là lãi mẹ đẻ lãi con. Rất nhiều người tại cái này lăn lộn mấy năm, một điểm công huân không được đến, ngược lại đảo thiếu bá đao bọn người cách xù nợ nần, theo thời gian trôi qua, cái này nợ nần cũng càng ngày càng nặng. Bá đao cùng một đám thiên quân lại có thể ngồi mắt ăn bát vàng, vô tình tước đoạt đám người này tài phú, đám người này lúc đầu trên thân còn có một số bảo vật, theo thời gian trôi qua, toàn bộ đều biến thành bá đao bọn hắn. Đây chính là tội đảo, đây chính là tội ác chi địa, không có luật pháp đạo đức tình nghĩa, chỉ thờ phụng cường giả vi tôn, người ăn người tội đảo. Sau nửa canh giờ, mấy chục đạo thân ảnh theo đại đạo bên trong băng băng mà tới, đây là hai nhóm người, hai cường giả tại phía trước nhất, sau lưng đều đi theo mười mấy người, phô trương rất lớn, khí thế hùng hổ. Bá đao ca, Long ra, tại lôi sơn phía dưới hơn một vạn người, nhìn thấy hai người này về sau, toàn bộ đứng dậy hành lễ, tự liền còn lại bá chủ thủ hạ đều chắp tay thở dài. Thập đại bá chủ, đó cũng không phải là thổi phồng lên uy danh, mỗi một cái đều là theo trong núi thây biển máu giết ra tới. Mười người từng cái đều có tuyệt kỹ, coi như mười tên phổ thông thiên quân đồng thời vây công bọn hắn, vậy cũng chỉ có bị giết phân, còn tuyệt đối không có nửa điểm phản kháng lực. Bá đao cùng long ra bề ngoài là hai thái cực, bá đao thân cao hơn 2 mét, tự cùng một cái bạo hùng, kia từng cục cơ bắp tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, hai bàn tay to so với bình thường người đùi còn thô, bất luận khí thức tự nhìn hắn khổ người đều làm người cảm giác được kiềm chế. Cùng bá đao so sánh long ra nhìn tựa như cự hùng bên cạnh một hầu tử, thân thể chỉ có một mét sáu cao, còn gầy đều cùng cây gậy trúc đồng dạng, cái cằm có tròm râu dê, một đôi mắt nhỏ bé nhỏ bé, nhìn rất buồn cười. Đương nhiên, toàn trường không ai dám xem thường cái này hầu tử, long ra không phải thành nội thực lực cao nhất, nhưng là thủ đoạn độc nhất rơi vào trong tay hắn người gần như đều sống không bằng chết bá đao cùng long ra không có xem mọi người thân thể hóa thành tàn ảnh vòng qua lôi sơn hướng xa xa lôi lĩnh phóng đi sau lưng mọi người cũng liền công việc đuổi theo những người còn lại thì đùa cợt nhắm hướng đông bên cạnh nhìn lại bá đao cùng long ra xuất thủ giang giật còn có thể sống sót các ngươi ở nơi này đừng đi vào ngoài ra để cho người tử thủ cửa thành đừng cho kia tạp toái tiến vào thành đi Bá đao cùng long ra tại lôi lĩnh ngoại phân biệt để lại một câu nói, thân thể hóa thành tàn ảnh vọt vào lôi lĩnh, trên thân hai người đều sáng lên vạn trượng kim quang, mở ra thần thuẫn chuẩn bị truy sát giang giật. Hắc hắc, bá đao ca có thủy hệ siêu thánh khí thủy long châu, mặc dù hạt châu này ngưng kết thủy thuẫn cũng không thể hoàn toàn ngăn cách nhiệt độ cao, nhưng bằng mượn hắn thực lực, hẳn là có thể tại lôi lĩnh nội kiên trì tiểu nửa ngày, kia thương lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá đao một tên thủ hạ tràn đầy tự tin cảm khái. Long ra một tên thủ hạ cười lạnh, bá đạo ca tính là gì Long ra hùng hậu nguyên lực, cùng phong thần giáp đủ để tại lôi lĩnh nội kiên chỉ nửa ngày, ta cực một ngàn thiên thạch, thương lang tuyệt đối bị Long ra giết chết. chương 668, Đại địa gào thét, hiu hiu hiu, lôi sơn phía sau lôi lĩnh nội, hai thân ảnh như gió chỉ điện giật tại bên trong dãy núi xẹt qua, hai người cũng không dám phóng thích thần thức, bằng vào con mắt bốn phía loạn quét, tìm kiếm gian giật. Đáng tiếc cái này lôi sơn sau hoang sơn là lôi đảo lớn nhất lôi lính, nơi này cộng lại so ngoài thành hai tòa lôi lĩnh còn muốn đại hai người ở bên trong chuyển một canh giờ đều chuyển váng đầu vẫn không thể nào tìm tới gian giật chia ra tìm đi long ra nho nhỏ trong ánh mắt để lộ ra một đạo hàn quang hắn bên ngoài thân hiển hiện một thân màu xanh chiến giáp chiến giáp bên ngoài còn mở ra thần thuẫn kim quang lóng lánh khí thế trấn thiên hai người cùng một chỗ cố nhiên hội an toàn hơn nhưng có thể tìm kiếm địa phương hội ít một chút hắn mặc dù có phong thần giáp có thể ngăn cách nhiệt độ cao nhưng nguyên lực tiêu hao rất lớn chỉ có thể ở lôi lĩnh nội kiên chỉ nửa ngày như tiếp tục như vậy tìm xuống dưới sợ chỉ có thể vô công mà trở về bá đao nhẹ gật đầu trong tay bắt lấy một cái hạt châu màu xanh lam hạt châu kia có thể truyền lại một cỗ cảm giác mát mẻ để thân thể của hắn tiếp nhận nhiệt độ cao thời gian lâu hơn một chút hắn hung ế trong con ngươi hàn quang lóe lên khôi ngô như gấu thân thể hướng bên trái bay đi long ra thì hướng bên phải bay đi hai người tốc độ quá nhanh tại lôi lĩnh nội ngược lại là tương đối an toàn nếu là lôi hỏa tới gần có thể lập tức tránh đi bá đao ánh mắt như dao nhỏ một lần lại một lần tại khắp nơi đảo qua tìm kiếm có thể ẩn thân bất luận cái gì địa điểm thân thể ở trên không bên trên bay đi từng mảnh nhỏ tìm kiếm khu vực phụ cận sau nửa canh giờ phía trước xuất hiện một mảnh thạch phong lâm kia phụ cận tất cả đều là thạch phong liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ hắn trần chờ bởi vì cái này thạch phong trong rừng nhiệt độ rất cao bên trong khẳng định có lôi hỏa đi Do dự một chút, hắn thân thể hướng Thạch Phong Lâm đi, vừa mới tiến vào Thạch Lâm không bao lâu, hắn con người quang mang lóe lên, bởi vì hắn thấy được một cái bóng đen. Thương lang, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra giang giật, mặc dù giang giật thân thể đều bị một thân hỏa hồng sắc chiến khải bao phủ ở bên trong, đầu cũng mang theo chiến nón trụ, nhưng hắn đã từng thần thức dò xét qua giang giật, khóa chặt hắn linh hồn khí thức, giờ phút này nhìn lướt qua liền có thể xác định. Hưu, hắn thân thể như cuồng long điên cuồng lao đi, một đôi đều là hung quang con ngươi sáng như tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm giang giật trên người chiến khải, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ, ngụy thần khí đúng là ngụy thần khí nhất định là, này khí tức tuyệt đối là ngụy thần khí. Bá đao cả người đều run rẩy, ngụy thần khí quá thưa thớt, coi như bọn hắn thập đại bá chủ đều không có một kiện ngụy thần khí, đây là loại hình phòng ngự ngụy thần khí, càng là giá trị liên thành. Giang giật có thể tại lôi lĩnh nội như dẫm trên đất bằng, khẳng định cũng là cái này ngụy thần khí công lao. Giết, 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 hắn trầm hống một tiếng trên thân khí thế chấn động, tốc độ lần nữa tăng lên một chút, cấp tốc hướng giang giật đuổi theo. Nhiệt độ cao như thế cái này bá đao cũng có thể thừa nhận được thập đại bá chủ quả nhiên không thể khinh thường. Giang giật như cuồng long hướng phía trước bay đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hơn 10 dặm bên ngoài bá đao, cảm thụ được cái kia như hồng hoang cự thú khí thức cường đại, bắp thịt cả người cùng linh hồn đều kéo căng đến cực hạn. Hắn tiến vào lôi lính, cẩn thận mới là tốt không dám ở lôi lính bên ngoài bồi hồi, một đường tiến vào lôi lĩnh chỗ sâu, liền là để phòng bá đao cùng long ra truy sát. Không nghĩ tới tiến vào lôi lĩnh chỗ sâu, cái này bá đao vẫn như cũ đuổi theo. Suy, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, giang giật quay đầu nhìn một cái, đôi mắt lập tức co rụt lại. Khoảng cách hơn 10 dặm bá đao công kích, hắn ném ra một quyền tầng không gian tầng chấn động, một đạo quyền ảnh lại phá vỡ hư không bay vụt mà đến, tốc độ quá nhanh, hắn còn đến không kịp né tránh đã bị quyền ảnh đập trúng. Âm, um, hắn thân thể như phá bao tải bay vụt ra ngoài, trùng điệp đâm vào phía trước một cái thạch phong phía trên, đem kia thạch phong lưng mỏi đụng nát, kinh khủng khí kình cũng làm cho bốn phía thạch phong lay động, đá vụn rơi xuống, tiếng oanh minh tiếng vọng không dứt. Phốc, Giang giật thân thể còn tại hướng phía trước bay đi, há mồm cuồng phún một ngụm máu tươi, sắc mặt lại lạ thường bình tĩnh. Hắn biết rõ, giờ phút này hắn còn không tỉnh táo, hắn đem chết ở đây. Thập đại bá chủ chiến lực quả nhiên biêu hắn, đây là khoảng cách hơn 10 dặm, nếu là cho hắn rút ngắn khoảng cách hắn còn có thể sống mệnh. Càng là nguy hiểm, Giang giật càng là tỉnh táo. Hắn con người lấp lóe, rất nhanh nghĩ thông suốt sự tình, tốc độ của hắn không sánh bằng bá đao, khai chiến, coi như đem phượng loan Giang tiểu nô bọn người phóng suốt đoán chừng cũng là chịu chết. Hắn chỉ có đào mệnh, bỏ chạy lôi hỏa phụ cận, dựa vào lôi hỏa nhiệt độ cao ngăn trở bá đao. Nếu là hắn đi lôi hỏa phụ cận, bá đao còn dám đuổi theo, vậy hắn chỉ có liều chết đánh một trận. Hưu, hắn không để ý nội tạng thương tích cưỡng ép tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thân thể như gió hướng phía trước lướt tới suy suy hậu phương không gian lần nữa sóng gió nổi lên bá đao lại công kích giang giật lần này có chuẩn bị sớm đánh giá ra không gian ba động sở dĩ trước tiên thuấn di ra ngoài dầm 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 bá đao quyền ảnh không ngừng phá không mà đến đem phía trước một tòa thạch phong nện đến vỡ nát giang giật thân thể lại nhiều lần đều có thể sớm thuấn di lái đi vừa rồi hắn nhất thời chủ quan giờ phút này tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, khoảng cách xa như vậy, tự nhiên không có khả năng bị công kích đến. Dầm dầm dầm, ong ong ong, bá đao lần lượt công kích mà đến, giang giật lần lượt tránh thoát đi, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, giang giật nội tâm âm thầm kêu khổ, trong đầu một vài bức hình tượng hiện lên, dò xét tình huống xung quanh, tìm kiếm lôi hỏa. Bên kia, tại bá đao lại một lần công kích, đem phía trước tòa thạch phong đánh nát về sau, giang giật thân thể đột nhiên chấn động, hắn dò xét đến nơi xa một tòa thạch phong bốn phía có bảy tám đoàn lôi hỏa du đãng đi hắn tiếp tục cực lực dò xét bá đao công kích một bên cố gắng hướng lôi hỏa phụ cận tới gần có thể hay không sống sót tự nhìn hắn phải chăng có thể đến gần lôi hỏa mẹ nó tiểu tử này chẳng lẽ một điểm không sợ nhiệt độ cao còn có tiểu tử này làm sao có thể nhiều lần né tránh công kích của ta ta công kích vừa mới phát ra hắn liền bắt đầu thuấn di bá đao trong lòng cũng đang âm thầm kêu khổ hắn vào thạch phong lâm lúc liền biết trong này nhiệt độ kỳ cao bên trong tuyệt đối có lôi hỏa. Hắn coi là có thể trong nháy mắt miểu sát Giang Giật, nhưng không nghĩ tới công kích 7-8 lần, ngoại trừ lần thứ nhất còn lại đều bị Giang Giật né tránh. Theo không ngừng tới gần lôi hỏa, bá đao cũng có chút không chống nổi, hắn có thủy long châu có thể giảm xuống nhiệt độ không tệ, hắn nguyên lực hùng hậu cũng không sai. Vấn đề cái này nhiệt độ quá cao quá cao, nguyên lực như mặt nước tiêu hao, hắn sợ tiếp tục đuổi giết xuống dưới, một cái không tốt nguyên lực thần thuẫn chịu không được phá, hắn coi như chết không có chỗ trôn. Liêu mạng, hắn cắn răng, hai tay kết ấn, trên tay từng đoàn từng đoàn màu vàng nguyên lực vần quanh, song quyền đột nhiên hướng dưới mặt đất đập tới. Âm 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 âm, cái này hai quyền còn không có ném ra, không gian tựu nứt xuất ra đạo đạo khe hở, tiếng giết bên tai không dứt chờ kia hai quyền nện ở mặt đất, càng là đưa tới một mảnh kinh thiên uy thế. Toàn bộ mặt đất chấn động, sau đó như gợn nước hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi, bốn phía thạch phong từng mảnh từng mảnh ngã xuống, mặt đất từng mảnh từng mảnh nổ tung, đầy trời đá vụn bắn ra, bụi mù cuồn cuộn mà lên, che cả bầu trời. Phàm là bị chấn động địa phương, không gian đều chấn động không ngớt, người căn bản không có cách nào ở giữa không chung đứng vững, chớ nói chi là phi hành. Đây là cái gì đạo văn công kích đại địa gào thét. Giang giật quá sợ hãi, thân tử không bị khống chế hướng phía dưới rơi vào, thân thể bị vô số bắn ra cự thạch đánh chúng, nếu không phải có hỏa vân khải hắn khẳng định sẽ bị đả thương nặng. Bá đao đến rồi, hắn không có thời gian suy nghĩ đây là cái gì đạo văn, bá đao đã hóa thành một đạo tàn ảnh bay tới, hắn nếu là còn không trốn, bá đao lần công kích sau liền có thể đem hắn đánh chết tươi. Vấn đề là, giờ phút này hắn trên không trung đứng cũng không vững, lại thế nào phi hành đào tẩu. sáu 669, người có gì diện mục sống ở trong thiên địa? Trốn không thoát, vậy liền không trốn. Giang giật trầm hống một tiếng, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, một cái tay liên tục không ngừng ngưng tụ cửu thiên long viêm, đem thân thể bao phủ đi vào. Một cái tay khác hỏa long kiếm xuất hiện, đột nhiên hướng phía trước bổ ra vài kiếm, lập tức hơn 10 vạn đầu hỏa long gào thét mà đi, cùng một thời gian, hắn 36 thanh hồn kiếm cũng xuất hiện, theo sát hỏa long mà đi bắn thẳng đến bá đao. Hắn nhất định phải kéo dài một chút xíu thời gian, chặn đánh bá đao, chờ không gian sóng chấn động biến mất. Bằng không hắn căn bản không có cách nào phi hành, càng không khả năng thuấn di, kịch liệt như thế không gian chấn động, một khi thuấn di hắn nói không chừng sẽ bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát. Sâu kiến chi lực, cũng nghĩ hám thiên, bá đao tiếng cười lạnh truyền đến, điểm ấy công kích đối với hắn mà nói cùng làm cho ngứa không có khác nhau, bất quá cửu thiên long viêm nhiệt độ coi như không tệ, cái này khiến hắn có chút cố kỵ. Giờ phút này hắn nguyên lực như như nước chảy biến mất, phụ cận nhiệt độ quá cao, cửu thiên long viêm lần nữa đem nhiệt độ tăng lên, một cái không tốt hắn thần thuẫn liền rách. Cẩn thận đệ nhất, hắn toàn tâm toàn lực khống chế nguyên lực quán chú thần thuẫn, cùng một thời gian hắn đột nhiên hướng phía trước ném ra một quyền, muốn đem giang giật đánh chết tươi, một cái tay khác lại bắt đầu ngưng tụ màu vàng đất nguyên lực, chuẩn bị lại phóng thích một lần đại địa gào thét đạo văn, để giang giật triệt để không thể trốn đi đâu được. Dầm dầm dầm, giang giật công kích đập vào bá đao thân thể khôi ngô bên trên, quả nhiên như tiểu thạch đầu nện ở cự trong hồ, dẫn không tầm thường sóng gió lớn, nếu không có cửu thiên long viêm, bá đao đều có thể coi thường. Chết, Bá đao trong tay màu vàng đất nguyên lực ngưng tụ thành công, chuẩn bị phóng thích thổ hệ đạo văn, chấn động khắp nơi. Ngay một khắc này, linh hồn hắn chỗ sâu truyền đến một loại nguy hiểm chí mạng, hắn chống tròn đôi mắt co rụt lại, kinh hô lên công kích linh hồn. 36 thanh hồn kiếm phá không mà đến, nhẹ nhõm đâm xuyên tiến vào thần thuẫn bên trong, bắn thẳng đến bá đao mi tâm. Bá đao bắp thịt cả người đều run rẩy lên, rốt cuộc không để ý tới đi phóng thích thổ hệ đạo văn, thậm chí hướng giang giật đập tới kia một đạo quyền ảnh đều không có thời gian đi khống chế, toàn tâm toàn ý ngăn cản cái này hồn kiếm. Ông, hắn cặp mắt mũi nhọn lóe lên, hai đạo hồ quang bắn ra tại mi tâm ngưng tụ ra một khối màu trắng kính tròn, mạnh mẽ chặn kia 36 thanh hồn kiếm. Linh hồn này công kích nhất định phải ngăn tại bên ngoài, một khi tiến vào linh hồn bên trong hội càng hỏng bét. Oanh, giang giật bên kia thân thể bị quyền ảnh đập trúng, hung hăng đụng bay ra ngoài, người giữa không chung trong miệng tiên huyết tuôn ra, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, thần thức một mực khống chế 36 thanh hồn kiếm nhất nhiều lần va chạm bá đao mi tâm tiểu viên kính, chỉ cần có thể đánh tan cái này khiên tròn, hắn rất có thể có thể trọng thương bá đao, thậm chí đánh giết. Thập đại bá chủ quả nhiên bất phàm, có thể ngăn trở công kích linh hồn. Giang giật bị nện tiến vào một cái đống đá vụn bên trong, nội tâm của hắn cũng thở dài, có thể theo trong núi thây biển máu giết ra một con đường, trở thành một đại bá chủ quả nhiên có phi phàm thủ đoạn. Bộ ngực hắn một mảnh như tê liệt đau đớn, cũng không biết xương cốt bị chấn bể mấy cây, ngũ tạng lục phủ phải chăng đánh rách tả tơi, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, liều mạng khống chế 36 thanh hồn kiếm công kích. Dầm dầm dầm, bốn phía sơn phong còn tại bị dư chấn dẫn tới sụp đổ, giang giật thân ở một đống đá vụn quần, bốn phía đều là cuồn cuộn bụi mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, vừa rồi một kích kia quá độc ác, nếu không có hỏa vân khải hắn tuyệt đối tan xương nát thịt. Bá đao không có phóng thích thổ hệ đạo văn đại địa gào thét, sở dĩ không gian chấn động chậm rãi biến mất, giang giật tùy thời có thể dùng đào tẩu. Đương nhiên, giờ phút này hắn quyết tâm chuẩn bị diệt bá đao, căn bản là không có dự định chạy trốn. Bá đao khổ không thể tả, hắn vốn có thủ đoạn đem hồn kiếm rào sát, nhưng giờ phút này hắn cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể tập trung tinh thần ngăn cản hồn kiếm, nếu bị hồn kiếm tiến vào linh hồn bên trong, hậu quả khó mà lường được. Hiu hiu hiu, 36 thanh hồn kiếm nhất tay cầm bay vụt mà đến, liên miên không ngừng, sau khi đụng lại bay vụt ra ngoài, lượn quanh một vòng tiếp tục va chạm, hình thành một cái tuần hoàn. Mỗi thời mỗi khác đều có mấy cái hồn kiếm va chạm bá đao mi tâm thuẫn tròn nhỏ, bá đao nếu là dám phân tâm thuẫn tròn nhỏ vừa vỡ, 36 thanh hồn kiếm liền có thể trong nháy mắt bắn vào linh hồn thức hải của hắn bên trong. Không được a, à, tiếp tục nữa ta phải chết tại đây. Bá đao nội tâm lo lắng như hỏa thiêu, nơi đây nhiệt độ cao như thế, hắn nguyên lực tiêu hao quá nhanh, giờ phút này tâm thần lại toàn bộ tập trung ở chống cự hồn kiếm phía trên, tiếp tục như vậy thần thuẫn sớm muộn muốn phá, hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn Lui, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ khống chế thân thể chậm rãi thối lui, mặc dù cực kỳ không cam lòng, cực kỳ phẫn nộ, mà lại bị ngoại nhân biết rõ cũng sẽ cười đến rụng răng, nhưng giờ phút này có thể làm sao? Ngu xuẩn mọi dợ, người còn muốn trốn, sang giật thanh âm lạnh lùng vang lên, gia tăng hồn kiếm công kích lực độ, đồng thời không ngừng quát lớn nói, ngu xuẩn mọi dợ, ngươi không phải thiên lôi thành là bá chủ sao, làm sao chạy trốn ngươi không sợ ngươi thủ hạ quân tâm động dao động không sợ bọn họ phản sát ngươi, đoạt lấy vị trí của ngươi. Ngu xuẩn mọi dở ngươi không phải rất phách lối, không phải tất sát ta đến A, à, ta ngay tại cái này, chờ lấy ngươi giết đâu. Phế vật vô dụng, ngay cả ta một cái kim cương cảnh võ giả đều giết không chết, ngươi còn có mặt mũi nào sống ở trong thiên địa. Bá đao, ngươi danh sưng thập đại bá chủ phi, tại ta xem ra, ngươi cùng một cái tiểu ma cà bông không có khác nhau. Giang giật mỗi lần một câu, đều để bá đao thân thể run lên, mi tâm thuẫn tròn nhỏ cũng nhiều lần rung động, kém chút bị hồn kiếm đánh nát. Hắn khuôn mặt bên trên đều là nổi giận, hắn bá đao tại thiên lôi thành xương vương xương bá hơn 10 năm, coi như người của lục gia đều muốn cho hắn một chút mặt mũi, khi nào nhận qua loại này điều khí. Cũng may, hắn cũng là thành danh nhiều năm cường giả, tâm tính xem như không tệ, minh bạch đây là giang giật phép khích tướng. Hắn cố nén lửa giận chậm rãi rút đi, giang giật vốn định truy kích, đáng tiếc hắn thụ thương quá nặng đi, tại bá đao lui ra ngoài 10 dặm về sau, bất đắc dĩ triệu hồi hồn kiếm, khoảng cách xa hơn chút nữa hắn không thể bảo đảm hồn kiếm sẽ bị bá đao hủy đi. Hiu, cố nén thân thể đau đớn, giang giật thân thể hướng nơi xa bay đi, nơi này còn không có tới gần lôi hỏa khu vực còn chưa an toàn, vạn nhất bá đao giết cái hồi mã thương, kia đồng dạng muốn xong đời. Tạp toái, tạp toái, bá đao rời khỏi hơn 10 dặm, chờ hồn kiếm bay đi về sau, lúc này mới xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, nổi giận giống to tiểu tạp toái, người chờ đó cho ta, không giết người ta bá đau thể không làm người. A a a, nổi giận tiếng giống chấn thiên động địa, chấn động đến bốn phía thạch phong cũng hơi rung động, mảnh đá bay loạn, chấn động đến xa xa giang giật màng nhĩ đau nhức. Tiếng giống bên trong đều là vô tận tức giận cùng không cam lòng, nhưng giang giật đã hướng phía trước lôi hỏa phụ cận bay đi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hiu, nơi xa một đạo thân ảnh nhỏ gầy vạch phá bầu trời bay tới long gia bị bên này chiến đấu ba động kinh động chạy tới nghe được bá đao tiếng giống trong mắt của hắn lộ ra một tia diếu cờ thật xa tựu nói ra bá đao đây là thế nào ngươi sẽ không liền một cái kim cương cảnh tiểu tạp toái đều giết không chết a à còn giống như bị thua thiệt chật chật cũng không biết ngươi năm đó là thế nào thượng vị lão cầu ngươi muốn chết có phải hay không bá đao ngay tại nổi nóng long ra cái này một chế nhạo càng làm cho hắn lửa giận mút trời trong tay hắn màu vàng đất nguyên lực lóe lên một cái tay khác thủy long châu xuất hiện đằng đằng sát khí chừng mắt Long ra nói Lão tử làm sao thượng vị ngươi có muốn hay không đi thử một chút Lão cầu ngươi không phục ngươi đi vào A Kia tiểu tạp vái liền tại bên trong Ngươi đi giết hắn A Hừ, Long ra hừ lạnh một tiếng Không có cùng bá đao so đo Thân thể hướng giang giật vị trí bay đi Để lại một câu nói Ngu xuẩn mọi dợ Xem ngươi Long ra làm sao chém giết hắn chương 670 Giết cái này cầu tạp vái Long ra hóa thành tàn ảnh hướng thạch lâm bên trong phóng đi Mặc dù bốn phía thạch phong đều hủy đi không ít, nhưng hắn vẫn như cũ không dám nhô ra thần thức. Ai biết thạch phong bên trong có thể hay không ẩn chứa lôi hỏa vạn nhất thần thức bị xoắn nát, coi như bị bá đao chế diễu. Hắn vọt vào thạch lâm chỗ sâu, ánh mắt như điện bốn phía liếc nhìn, tốc độ của hắn quá nhanh, thoáng cái tựu đã tới giang giật cùng bá đao giao chiến địa phương. Hắn cũng rất mau nhìn đến nơi xa một cái chấm đen nhỏ, tại thạch phong ở giữa vọt đi. Truy, mặc dù nơi này nhiệt độ rất cao, nhưng long ra đã bắn tiếng, không có khả năng như thế xám xịt trở về, hắn cắn giang toàn lực phi hành, cấp tốc hướng giang giật đuổi theo. Chỉ là, giang giật tốc độ cũng không chậm, hắn muốn đuổi kịp giang giật phải cần một khoảng thời gian. Trước vừa mới cái cự đại sơn phong phụ cận, bảy tám đoàn lôi hỏa ngay tại du đáng, giang giật thân thể đã cách lôi hỏa bất quá trong vòng 3-4 dặm, chờ hắn đuổi theo sợ là ít nhất còn muốn rút ngắn chừng một dặm, nhiệt độ kia cao đến tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Long ra chỉ có thể nổi giận đánh ra từng đạo màu đen lưu quang, cái kia màu đen lưu quang như từng đầu như độc xà, trên không trung uốn éo, bắn thẳng đến giang giật mà đi. Dầm dầm dầm, lưu quang những nơi đi qua, hai bên thạch phong đều ầm vang sụp đổ, không trung từng mảnh từng mảnh bị chấn động, cũng không biết hắn đây là thần thông gì, vẫn là đặc thù đạo văn công kích. Ông, khoảng cách quá xa, giang giật thật sớm thuấn di lái đi, kia hai đạo lưu quang chỉ có thể đập vào một tòa cự đại thạch phong bên trên, thạch phong trong nháy mắt chia năm xẻ bảy hóa thành bột mịn, vung lên một mảnh cuồn cuộn bụi mù, Lui, nhiệt độ quá cao, lòng ra không chống nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ lui trở về. Xa xa bá đao lập tức cười lên ha hả, lão cẩu, người không phải rất nhiều người đi giết a, người đi đem kia tạp toái xé a, lão tử tại cái này nhìn xem đâu. Hừ hừ, lòng ra cười lạnh hai tiếng, cũng không nói lời nào hướng lôi sơn bên kia phá không mà đi. Bá đao hận hận hướng giang giật phương hướng nhìn vài lần, đi theo bay trở về. Tại lôi lĩnh nội bọn hắn cũng không dám ngốc lâu, nguyên lực tiêu hao là một mặt, quá lâu thân thể cũng sẽ thụ không được bị nhiệt độ cao nướng trình độ kịch liệt trôi qua thân thể hội càng ngày càng suy yếu hô hô giang giật ngồi tại một tòa thạch phong phía trên thở ra một hơi thật dài hắn lấy ra một viên thuốc chữa thương nuốt ngay tại chỗ ngồi xếp bằng chữa thương đã bá đao cùng long ra không dám truy sát vậy nói rõ bọn hắn vẫn là chịu không được lôi hỏa nhiệt độ cao nơi đây cũng là tuyệt đối an toàn nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi hắn không nhịn được mồ hôi lạnh chảy dọc hắn vẫn là xem thường thập đại bá chủ chiến lược A, lần này vận khí tốt, lần sau đối đầu còn có thể có phải có vận khí tốt như vậy. Hắn không dám loạn động, ngay tại cái này ngồi xếp bằng tu luyện chữa thương, cũng không đi đào lôi thạch, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái một bên chữa thương, một bên giò xét phụ cận gió thổi cỏ lay, vạn nhất bá đao bọn người đuổi theo, cũng có thể lập tức đào tẩu. Một mực chữa thương đến vào đêm, giang giật thương thế mới khôi phục bảy tám phần. Xương cốt đều không gãy, chỉ là đã nứt ra, nội tạng cũng đã nứt ra. Nếu là xương cốt đoạn mất, không có mấy ngày là không khôi phục lại được, hắn sờ lên bên ngoài cơ thể Hỏa Vân Khải, âm thầm cảm khái không phải cái này Ngụy Thần khí sợ là hắn đã sớm chết mấy lần, cái này còn được cảm kích Huyền Thần cung thủ hộ giả a. À. Huyền Thần cung ngàn năm hiện thế một lần, xem ra là không có cơ hội gặp kia thủ hộ giả một mặt. Giang giật trong lòng đến nay còn tại nghi hoặc, kia thủ hộ giả tại sao lại vì hắn gian lận đã đều gian lận kia vì sao không đem huyền thần cung đưa cho hắn được hoặc là cho thêm hắn mấy món bảo vật a à. Chờ đêm sắc hoàn toàn bao phủ thiên lôi đảo, giang giật đứng lên, bởi vì bầu trời không còn đánh xuống lôi điện, lôi hỏa bắt đầu bốn phía lưu thoán, hắn còn không đi muốn bị lôi hỏa giết chết. Ừm, đi theo cái này lôi hỏa an toàn nhất, trước giò xét thoáng cái bá đao cùng long ra phải trăng tại phụ cận ẩn núp. Giang giật linh cơ khẽ động, lôi hỏa du đáng, hắn bảo chỉ cùng lôi hỏa khoảng cách, bá đao cùng long ra tại phụ cận ẩn núp, khẳng định hội sớm tránh đi, hắn liền có thể phát hiện bọn hắn. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, đi theo một đoàn lôi hỏa bốn phía du tẩu. Vừa đến trong đêm, lôi lĩnh tự trở nên phá lệ quỷ dị, lôi hỏa bốn vọt, đầy khắp núi đồi đều là, tựa như từng cái như u linh, xa xa nhìn lại làm người sợ hãi. Tại phủ cận dạo qua một vòng, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, giang giật toàn thân buông lỏng, bá đao cùng long ra cũng không có ẩn núp. Bất quá ngẫm lại đầy khắp núi đồi đều là lôi hỏa, hai người làm sao có thể ẩn núp tuyệt đối là trở về thành. Hắn thân thể tại phụ cận du đáng, đều là đi theo lôi hỏa du tẩu, đem phương viên vạn lý dò xét một lần, cuối cùng đi theo một đoàn lôi hỏa đi lôi sơn phụ cận dò xét một vòng, xác định bá đao cùng long ra hoàn toàn chính xác trở về, hắn mới thở ra một hơi thật dài. Hiu hiu hiu, một tòa lôi sơn đột nhiên phun trào, khắp thiên đều là màu lam lôi thạch, tràng diện kia tựa như lưu tinh vũ vạch phá bầu trời, đẹp đến mức say lòng người. Giang giật vội vàng bốn phía tìm kiếm, đem có thể thu lôi thạch đều thu vào. Thu ba bốn người mai lôi thạch, giang giật lại không chỗ nào mọi chuyện, hắn nhìn qua kia 10 tòa bị lôi hỏa bao phủ lôi sơn, lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tiếp tục cảm ứng lôi sơn, tìm kiếm đêm qua cảm ứng đạo kia tia đạo vận. Cái này lôi sơn rất thần kỳ, 10 tòa lôi sơn tạo hình cũng quá đặc biệt, lôi sơn khẳng định là lôi điện lớn đại trận hạch tâm, có thể dẫn thiên lôi đánh xuống, cái này lôi sơn bên trong không cần phải nói ẩn chứa bí mật. Giang giật khắp nơi cảm ứng lôi sơn lúc, nội tâm lại có một tia rung động, hắn mơ hồ ở giữa luôn luôn có thể cảm ứng được một tia đạo vật, nhưng chính là bắt không được, sờ không được. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác nếu là có thể bắt lấy cái này tia đạo vật, có thể bắt lấy kia thời cơ, hắn tuyệt đối sẽ có điều ngộ ra, hẳn là có thể cảm ngộ một loại đạo văn. Đạo văn kia là thiên địa chí lý, là pháp tắc cùng áo nghĩa, võ giả nguyên lực dễ dàng tu luyện, đạo văn lại cực kỳ khó khăn cảm ngộ. Mỗi một lần có thể cảm ngộ đạo văn cơ hội đều có thể gặp không thể cầu giang giật tự nhiên phá lệ chân quý. Sa mạc bãi cùng lôi lĩnh ở giữa lôi hỏa tương đối ít, giang giật an toàn vô cùng. Tại cái này sa mạc trên gành bãi kinh ngạc đứng một đêm, tại hừng đông thời gian, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn cũng không nhụt chí sớm một bước tỉnh táo lại, chờ lôi hỏa ẩn vào lôi sơn, hắn lập tức hướng lôi sơn hạ chạy như điên, nhanh chóng thu lấy lôi thạch. Tại lúc nửa đêm, lại có hai tòa lôi sơn phun trào, trên mặt đất khoảng chừng hơn một ngàn lôi thạch, lấy không lôi thạch giang giật không có khả năng không muốn. Đáng tiếc, hắn vừa mới thu bảy tám trăm lôi thạch, nơi xa trên đại đạo 50 tên thiên quân võ giả tự phá không mà đến, hắn cắn răng không dám tiếp tục thu lấy, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sau mới lôi lĩnh phóng đi. Mẹ nó, hóa, lôi thạch bị thương lang thu một nửa, giết cái này cầu tạp toái, đi bẩm báo lão đại, tiểu tử này cướp chúng ta lôi thạch a 50 tên thiên quân võ giả bản thật sớm đến thu lấy lôi thạch, nhưng lại xa xa nhìn thấy một đạo bóng người tại lôi sơn hạ nhanh chóng thu lấy lôi thạch lập tức giận tím mặt cái này lôi thạch thế nhưng là bọn hắn lại bị giang giật trắng bóc đoạt một nửa bọn hắn trời còn chưa sáng liền đến vấn đề là thiên lôi thành khoảng cách bên này có chút xa bọn hắn các loại chờ trong sơn đạo lôi hỏa tiến vào lôi lĩnh trước tiên chạy tới ít nhất phải gần nửa canh giờ giang giật lại một mực tại kề bên này đợi làm sao có thể nhanh hơn được hắn tiếp tục như vậy mỗi ngày chờ chúng ta tới Lôi Thạch đều muốn bị tiểu tử này đoạt một nửa, chúng ta còn thế nào lăn lộn. Một cái thiên quân võ giả nổi giận giống to, mọi người cũng oán giận không thôi, vốn thuộc về bọn hắn đồ vật, bị người đoạt chiếm, làm sao có thể không giận. Mấy người thân thể hướng Thiên Lôi Thành bắn tới, giống to, đi, trở về nói cho các lão đại, thập đại bá chủ đồng loạt ra tay, tiểu tử này làm sao có thể không chết. Hữu Nghị đề cử một quyển sách, Yêu Nguyệt Giả Đại Thần không chết phó tôn khác. Yêu Nguyệt Giả không phải lão yêu mã giáp đại gia không muốn làm lăn lộn. chương 671, Linh Đang Tỷ, tin tức truyền về thiên lôi thành, toàn bộ thiên lôi thành chấn động, tự liền lục gia hai tên trí cường giả đều nhận được tin tức. Bất quá lục gia cường giả chỉ là nhìn lướt qua tình báo, đều không đi để ý tới, lục gia có lục gia tộc Pháp, chỉ cần bất loạn đến, bọn hắn cũng sẽ không đi quản. Dù cho thành nội thập đại bá chủ đều bị giết, kia hơn một vạn dịch nô bị giết hơn phân nửa, bọn hắn cũng sẽ không đi quản siêu cấp gia tộc có thể kéo dài vài vạn năm mấy chục vạn năm tự có đạo lý của bọn hắn rất nhiều nguyên tắc tính đồ vật không ai xúc phạm tựa như lục địch thống lĩnh coi trọng phượng loan giang tiểu nô nhưng chỉ hội ám chỉ tại tộc pháp bên ngoài nghĩ biện pháp thu hoạch tuyệt đối không có khả năng đi xúc phạm tộc pháp nếu không chỉ có một con đường chết thân nhân của bọn hắn cũng sẽ chết không có chỗ trôn đại gia tộc muốn vĩnh cửu kéo dài tiếp kia nhất định phải công bằng công chính lệch làm trì hạ võ giả tin phục không dám liên hợp lật đổ bọn hắn thống trị nếu không một khi loạn hiện lên, có cường giả đăng cao nhất hô, tội trên đảo ngàn vạn võ giả toàn bộ khởi nghĩa, 13 nhà tộc sẽ có có thể hủy diệt. Rất nhiều bá chủ một mảnh xôn xao, Giang giật cùng bá đao long ra ân oán bọn hắn có thể mặc kệ, nhưng giờ phút này Giang giật vớt qua giới, kia lôi sơn lôi thạch thế nhưng là bọn hắn, mỗi ngày 50 tên thiên quân đều sẽ đi thu lấy, có hơn phân nửa nộp lên cho bọn hắn. Giang giật tương đương tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, không có chạm đến ích lợi của bọn hắn, bọn hắn sẽ không quản, một khi chạm đến vậy khẳng định muốn xen vào, nếu không tất cả mọi người uống gió Tây Bắc đi thôi, thủ hạ quân tâm cũng sẽ tán loạn. Lập tức, tứ đại bá chủ phát ra thông cáo thể giết giang giật, còn có tứ đại bá chủ lại quỷ dị trầm mặc, trong đó còn bao gồm xếp hạng trước ba bá chủ. Bá đao kêu gào đến hung nhất liên là còn lại bá chủ, cùng nhau thương nghị một phen, toàn bộ đều ra khỏi thành, mang theo một đám cường giả khí thế hung hăng hướng lôi sơn phóng đi. Lục đại bá chủ, tăng thêm gần trăm tên thiên quân đến lôi sơn, đem lôi sơn phụ cận võ giả đều hù dọa rất nhiều người sợ hãi quỳ xuống lục đại bá chủ lại coi thường mọi người trực tiếp bay vào người tòa lôi sơn sau lôi lĩnh nội xoạt mọi người vừa đi lôi sơn thoáng cái vỡ tổ rất nhiều người nghị luận ầm ý càng có người bắt đầu phiên giao dịch cược giang giật có thể kiên trì bao lâu bị giết nhưng mà nửa ngày sau lục đại bá chủ mặt âm trầm trở về sau lưng thiên quân võ giả sắc mặt càng là khó coi lục đại bá chủ trầm mặc bay trở về thiên lôi thành còn lại gần trăm tên thiên quân thì tản mát tại lôi sơn phụ cận ngồi chờ truy sát thất bại tất cả mọi người trong đầu hiển hiện một cái có thể giống như đánh giết giang giật lục đại bá chủ sắc mặt không có khả năng khó coi như vậy a à, những này thiên quân đại nhân vật cũng không có khả năng lưu tại cái này tiểu tử kia khẳng định đi lôi lĩnh chỗ sâu nhất sáu vị lão đại thực lực mặc dù mạnh nhưng cũng trèo trống không được lâu như vậy tt tê tê, tiểu tử kia thực lực mạnh như vậy không sợ lôi hỏa Ngu xuẩn, nếu là hắn sợ lôi hỏa có thể ở bên ngoài qua hai đêm. Hắn khẳng định có bảo vật, chật chật, không sợ kinh khủng nhiệt độ cao bảo vật cuối cùng là cỡ nào trí bảo. Tiểu tử này phát, mỗi ngày sáng sớm có thể tới kiểm lôi thạch, mấy tháng xuống dưới liền là mấy vạn mấy chục vạn A. À. Nằm mơ đi, hắn dù sao cũng phải về thành nộp lên lôi thạch A à ta nhớ được bọn hắn là 9 người, bọn hắn không giao lôi thạch, thành nội đội chấp pháp khẳng định hội truy sát, phải biết đội chấp pháp cũng có tích lửa bảo vật, đồng dạng nhẹ nhõm diệt sát hắn. Đúng đấy, hắn dám về thành kia hẳn phải chết không nghi ngờ nhặt lại nhiều lôi thạch cũng là cho lão đại bọn họ kiểm hơn một vạn người nghị luận ầm ĩ như hơn một vạn con vịt kêu la không ngừng có người hâm mộ có người đố kỵ có người hận đến nghiến răng có người phát ra oán độc nguyền rủa không thể phủ nhận là giang giật càng nổi danh có thể làm cho lục đại bá chủ thất bại tan tác mà quay trở về mấy năm qua này chỉ có giang giật tự nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu một ngày tại huyên náo bên trong vượt qua tại đang lúc hoàng hôn mọi người bất đắc dĩ rút lui vào đêm sau đừng nói bọn hắn coi như lục đại bá chủ cũng không dám tại cái này dừng lại nhiệt độ quá cao quá cao trọng yếu nhất chính là lôi hỏa nhiều lắm vạn nhất một đoàn lôi hỏa vừa vặn theo bốn phương tám hướng rộng tới đến lúc đó chỉ có một đường chết lên trời xuống đất rất xin lỗi thiên lôi đảo có một cái tổ lôi đại trận căn bản không có khả năng chui xuống dưới đất bay quá cao cũng sẽ bị xét đánh vào đêm về sau khắp nơi dần dần an tĩnh lại sau nửa canh giờ, một đạo thân ảnh màu đỏ rực theo lôi lĩnh nội du đáng mà đến, Giang giật tại trong đêm lại trở lại lôi sơn phụ cận. Hắc hắc, Giang giật bốn phía dò xét một phen, xác định không ai về sau, tiếp tục tìm cái không có lôi hỏa địa phương an tọa xuống tới. Hắn lấy ra đế cung, thần thức hướng bên trong quét qua, cùng mọi người trao đổi một phen, nói cho hắn biết trước mắt rất an toàn, bất quá gần nhất mọi người không thể đi ra, để các nàng an tâm tại đế cung bên trong đợi hắn ban ngày phải vào lôi lĩnh chỗ sâu tránh né truy sát, ban đêm khắp nơi đều là lôi hỏa, nhiệt độ kỳ cao, mọi người ra khẳng định chịu không được, sở dĩ hắn chỉ có thể lẻ loi chơi trọi một người tại hoang sơn giã lĩnh bên trong đợi. Hắn xếp bằng ở một cái trên tảng đá, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tiếp tục cảm ứng kia tia đạo vận. Liên tục cảm ngộ hai đêm, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Thứ này quá huyền bí, có thể cảm ngộ liền có thể cảm ngộ, không thể cảm ngộ cả một đời đều cảm ngộ không được, gấp là không vội vàng được bất quá giang giật đã có thể bắt được một tia đạo vận, chứng minh hắn có cơ hội cảm ngộ đạo văn. Sở dĩ hắn cũng không vội, một ngày cảm ngộ không được, vậy liền 10 ngày, trăm ngày. Hắn cũng không cần đi lôi lĩnh nội đào lôi thạch, bởi vì mỗi ngày thanh thần hắn đều có thể cho tới 7-800 lôi thạch, tiếp tục như vậy một tháng liền là hơn 2 vạn, 5 tháng xuống dưới liền là hơn 10 vạn, đủ để cho hắn tại thiên lôi thành an nhàn ở lại đi. Hắn cần phải làm là tăng thực lực lên, nếu không 5 tháng đi qua, hắn không có cách nào vào thành giao lôi thạch, hắn sẽ bị vô tình giết chết. Hắn lần trước đem tất cả lôi thạch nộp lên, chỉ cần tại 5 tháng sau lại đi nộp lên lôi thạch là đủ. Một đêm thời gian chớp mắt đã vượt qua, Giang giật thất vọng mở to mắt, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, trời đã sáng, lôi hỏa tiến vào lôi sơn, mặt đất có hơn 1.000 lôi thạch, đoán chừng thiên lôi thành cường giả lại muốn tới. Hưu, hắn hóa thành thiểm điện hướng lôi sơn chạy đi, một đường thu lấy lôi thạch, chờ nhặt được một nửa lúc, nơi xa quả nhiên rất nhiều thân ảnh phá không mà tới hắn không có chút gì do dự hóa thành tật phong hướng lôi lĩnh nội phóng đi chờ phía sau cường giả đến lôi sơn phụ cận hắn đã sớm biến mất tại trong quần sơn chi chít mẹ nó vô số người chửi ầm lên nhưng lục đại bá chủ đều thúc thủ vô sách bọn hắn có thể có biện pháp nào chỉ có thể chờ đợi lục đại bá chủ nghĩ ra biện pháp hoặc là các loại chờ còn lại tứ đại bá chủ xuất thủ thành nội không có xuất thủ tứ đại bá chủ trong đó có tam đại bá chủ thực lực tối cường Tỷ như Hồ Tam lão đại lý ra ngay tại thành nội xếp hạng thứ ba, còn có đệ nhị lãnh ngạo thiên lãnh ra, cùng đệ nhất Linh Đăng Tỷ. Nhất là Linh Đăng Tỷ, niên kỷ không đến 30, thực lực phách tuyệt quần hùng. Mặc dù còn dừng lại tại thiên quân cảnh lục trọng, nhưng chiến lực nhưng so sánh cao giai thiên quân, một người đủ để quét ngang còn lại chín đại bá chủ, lục gia phổ thông quân sĩ đối nàng thái độ đều rất cung kính. Linh Đăng Tỷ không phải tên của nàng, thành nội cũng không ai biết rõ tên của nàng. Sở dĩ bảo nàng Linh Đăng Tỷ là bởi vì cổ nàng bên trên mang theo một chuỗi màu hồng linh đan, kia linh đan là một kiện trí bảo, có thể phát ra công kích linh hồn trí bảo. Mặc dù là siêu thánh khí, nhưng linh đan tỷ có được kinh khủng công kích linh hồn, phối hợp lại chiến lược cực kỳ kinh khủng. Ba năm trước đây, linh đan tỷ một người tới đến thiên lôi đảo, có một cái bá chủ thả ra nói muốn, kết quả linh đan tỷ trực tiếp ra khỏi thành ước chiến, một người diệt người bá chủ kia cùng thủ hạ 20 tên thiên quân, trực tiếp trở thành một đời mới bá chủ về sau lại có một đại bá chủ không phục, đồng dạng một chiêu bị nàng diệt. Tiểu hồng nguội, đi bẩm báo thoáng cái linh đang tỉ, liền nói chúng ta sáu người cầu kiến. Giờ phút này đông thành khu, một cái lịch sử tao nhã ngoài biệt viện, bá đao long ra bọn người vẻ mặt tươi cười đứng tại bên ngoài viện, đối một tên mỹ mạo thị nữ cung kính nói. Thị nữ thực lực không cao chỉ có kim cương cảnh tam trọng, đối mặt lục đại bá chủ lại ngạo khí rất, nàng nở nang bờ mông uốn éo, âm thanh lạnh lùng nói, đều chờ đợi đi, ta đi bẩm báo linh đang tỉ sáu người cái rắm cũng không dám phóng một cái, ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài. Bởi vì, bọn họ chạy tới là cầu linh đang tỉ, cũng chỉ có nàng xuất thủ mới có thể chém giết giang giật, rửa sạch bọn hắn sỉ nhục. chương 672, lôi hệ đạo văn, chọn vẹn thời gian một nén nhang, thị nữ mới đi ra, hờ hững nhìn qua bá đao cùng long ra bọn họ nói, tiểu thư nói, các người ý đổ đến nàng biết rõ, nàng gần nhất tại lĩnh hội một loại đạo văn, không có thời gian quản những này việc vặt vãnh, chờ qua mấy tháng rồi nói sau. Qua mấy tháng, bá đao nhếch miệng, nếu như chờ mấy tháng bọn hắn đi cầu linh đang tỉ làm gì bọn hắn đã tìm hiểu rõ ràng, giang giật chỉ giao 5 tháng lôi thạch, 5 tháng sau hắn nhất định phải trở về, đến lúc đó mọi người có thể nhẹ nhõm mở cửa thành trận đánh hắn. Bọn hắn sở dĩ muốn mau sớm chém giết giang giật, một là mặt mũi vấn đề, mà là thủ hạ quân tâm vấn đề. Quân tâm tản, đội ngũ tự không tốt mang theo, những năm gần đây thật vất vả tương thiên lôi thành cục diện ổn định lại, ra một cái thương lang khiêu chiến quyền uy của bọn hắn, nói không chừng qua một thời gian ngắn xảy ra một cái hỏa lang tàn lang, nơi hậu viện chỗ bốc cháy, thủ hạ bọn hắn làm phản, thiên lôi thành tuyệt đối sẽ loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Long gia trần chờ một tiếng, trầm giọng nói ra, thương lang tiểu tử kia mỗi ngày buổi sáng cướp đoạt chúng ta lôi thạch, đây là đối linh đang tỉ xem thường A, có người khiêu khích chúng ta linh đang tỉ quyền uy, nên lập tức chém giết, này phong không thể giải A. Long gia thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng hắn hẳn là vận dụng đặc thù nào đó thần thông, có thể rõ ràng vang vọng tứ phương để rất nhiều người đều nghe được trong biệt viện linh đang tỷ khẳng định cũng có thể nghe được trên thực tế hắn nói đúng là cho linh đang tỷ nghe thị nữ cũng biết mấy đại bá chủ có chút không cam tâm cứ như vậy rời đi nhưng nàng làm sao dám ngỗ nghịch linh đang tỷ ý tứ ngay tại nàng chuẩn bị xuống lệnh đuổi khách lúc trong sân vang lên một đạo thanh âm sâu kín đều trở về đi việc này ta không muốn quản chính các ngươi nghĩ biện pháp thanh âm rất nhu hòa nghe tề tề giải giải rất dễ nghe nhưng ngữ khí cũng rất là khẳng định, không cho người chất vấn, Long ra cùng bá đao bọn người liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài nhau nhau rời đi. Đám người thối lui, thị nữ mới lắc lắc nở nang bờ mông đi vào, nhìn qua trong đại sảnh thản nhiên uống trà một cái, nghi hoặc hỏi, tiểu thư, vì sao ngươi không xuất thủ chém giết tiểu tử kia tiểu đông tử bọn hắn cái này hai thiên thượng giao lôi thạch thế nhưng là ít đi không ít, lòng ra cũng không nói sai, tiểu tử kia là tại khiêu chiến quyền uy của ngươi đâu. Nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng nàng trên thân trong lúc phất tay đều có một cỗ vũ mị khí chất, giống như là một cái chín mùi quả mê người, bình thường thiếu nữ là không thể nào có loại khí chất này. Nàng thân thể cũng có chút nở nang, nhưng nhìn cũng không hiển béo, ngược lại rất mê người, nhất là một đôi câu hồn con ngươi, nhìn một chút tới tiểu thị nữ đều cảm thấy có chút tâm động. Nàng quét tiểu thị nữ một chút, nhàn nhạt, nhạt nói ra, ta làm việc tự có đạo lý của ta, không cần ngươi đến lắm miệng. Tiểu thị nữ thân thể mềm mại run lên, sợ hãi quỳ xuống nói, nô tỳ biết sai. Linh đang tỉ nâng chung trà lên, nhấp một miếng, trước ngực Linh đang hơi rung nhẹ, phát ra một trận thanh âm thanh thúy, dị thường dễ nghe. Nàng mặc một thân tương đối rộng rãi quần dài màu lam nhạt, trước ngực mang theo một chuỗi màu hồng phấn Linh đang, đem trước ngực phát họa ra một đầu rãnh sâu, nhìn càng mê người. Nàng nhấp mấy cái nước trà về sau, ánh mắt mới xuyên thấu qua đại môn nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, tự nhủ ta 13 tuổi bắt đầu ở Bạch Long quần đảo trên phiêu Linh, vài chục năm tao ngộ vô số nguy hiểm, nhìn vô số người. Ta xem người ánh mắt một mực rất chuẩn, chưa từng nhìn lầm người. Thiếu niên này tuyệt đối không phải vật trong ao, chỉ ít. Nho nhỏ thiên lôi đảo khốn không được hắn. Đã như vậy, ta vì sao muốn đắc tội hắn ha ha xem đi, năm tháng sau tiểu tử kia tuyệt đối có thể bình an về thành, như đến lúc đó hắn trở về, trước tiên cho ta biết. Linh đang tỉ nói xong, nước trà cũng uống xong, nàng thản nhiên quay người trở về phòng, lưu lại trợn mắt hốc mồm tiểu thị nữ. Tiểu thị nữ một tấm coi như trên mặt xinh đẹp đều là kinh sợ, nửa ngày mới hoài nghi nỉ non kia tiểu tử không là nghe nói mới kim cương cảnh sao coi như bên cạnh hắn còn có hai tên thiên quân lại thế nào có thể tại lục đại bá chủ chặn đường hạ vào thành đây chính là lục đại bá chủ a tiểu thị nữ làm sao đều không nghĩ ra người bình thường đừng nói giang giật loại này liền xem như trung giai thiên quân coi như bá đao long ra bọn người cũng không có khả năng tại lục đại bá chủ cùng nhiều như vậy thiên quân cường giả chặn đường hạ vào thành trừ phi là linh đang tỷ loại kia biến thái mà Linh đang tỉ nói hắn 5 tháng sau tuyệt đối có thể trở về, chẳng lẽ ý tứ nói 5 tháng sau thiếu niên này thực lực có thể đạt tới Linh đang tỉ tình trạng cái này xác định không phải thiên phương dạ đàm. Linh đang tỉ không có xuất thủ, việc này để bá đao bọn hắn nhức cả trứng, tại bá đao bọn người đi tìm lãnh ngạo thiên cùng Lý ra lúc, lại bị cáo chi hai người đã bế quan. Bá đao tại chỗ liền muốn chửi ầm lên, đêm qua lãnh ngạo thiên còn đi phủ thành chủ trong thanh lâu bao hết năm sáu cái hoa khôi, hôm nay tựu bế quan, đồ đần mới tin đâu, bọn hắn cũng minh bạch khẳng định là linh đang tỷ thái độ để bọn hắn có chút cố kỵ nhưng bọn hắn không tiếp khách bá đao mấy người cũng không cách nào lôi lĩnh quá lớn giang giật tiểu tử kia ban ngày căn bản không ra trốn ở lôi lĩnh chỗ sâu dùng mọi người thực lực chỉ có thể duy trì nửa ngày căn bản tìm không thấy giang giật mà lại coi như có thể tìm tới lại như thế nào hắn trốn ở lôi hỏa phủ cận ai dám tới gần mọi người tại phủ thành chủ trong tử lâu thương nghị một canh giờ nghĩ đến một cái biện pháp đút lót tìm lục ra đội chấp pháp xuất thủ. Long gia mang theo mọi người thành ý lên phủ thành chủ lầu 2, tìm tới đội chấp pháp thống lĩnh, nhưng chờ hắn nói rõ ý đổ đến, bình thường khá tốt nói chuyện thống lĩnh, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lục gia quy củ rất nghiêm, bọn hắn những này thống lĩnh thu hối lộ có thể, nhưng tộc pháp là vạn vạn không dám vi phạm, coi như cho lại nhiều thiên thạch đều vô dụng. Sáu người triệt để không cách nào, chỉ có thể tầng tầng bố phòng, chờ đợi gian giật năm tháng sau trở về thành. Kia thống lĩnh mặc dù không dám vi phạm tộc Pháp, nhưng nói rõ chỉ cần giang giật 5 tháng sau không giao lôi thạch, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận dẫn đội chém giết. Giang giật không biết thành nội chuyện gì xảy ra, hắn cũng không xen vào, hắn chỉ có cố gắng tu luyện. Ban ngày hắn sẽ đi lôi lĩnh chỗ sâu nhất, trốn ở mấy chục đoàn lôi hỏa ở giữa, ở nơi đó ngồi xuống tu luyện. Kia phụ cận lôi hỏa khoảng chừng mấy chục đoàn, cho dù có người biết hắn ở đây, cũng không dám đến gần, nhiệt độ cao đến kinh khủng. Ngồi xuống tu luyện một ngày, vào đêm sau hắn sẽ đi 10 tòa lôi sơn phụ cận, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng 10 tòa lôi sơn, tiếp tục bắt giữ kia tia đạo vận. Chờ trời sáng, hắn hội trước tiên thu thập lôi thạch, trong thành cường giả đuổi tới về sau, lập tức tiến vào lôi lĩnh đi chỗ cũng ngồi xuống tu luyện. Ngày một ngày, giang giật nguyên lực tốc độ tu luyện ngược lại là rất nhanh, lôi thạch cũng góp nhặt không ít. Nhưng dòng dã sáu đêm, hắn vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch, kia tia đạo vận rất nhiều lần hắn rõ ràng có thể bắt được, nhưng cuối cùng liền là bắt không được. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đêm thứ bảy, hắn không có tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, mà là ngồi chung một chỗ trên đá lớn, nhìn qua nơi xa kia mười tòa đâm thẳng thương khung lôi sơn ngẩn người. Nếu là có thể cảm ngộ, nhiều ngày như vậy, hắn khẳng định đã sớm bắt được kia tia đạo vật, hắn trước kia cảm ngộ đạo văn tốc độ rất nhanh, một khi sau khi nhập môn, nhất thông bách thông, chỉ là mấy ngày liền có thể cảm ngộ. Năm ngày, căn bản không có cách nào nhập môn, thậm chí không biết đây là cái gì đạo vận. Muốn nói không thể cảm ngộ đi, hắn vì sao làm sao có thể mơ mơ hồ hồ sờ đến một tia đạo vận, sở dĩ hắn kết luận có địa phương xảy ra vấn đề, giống như tiếp tục như vậy cảm ngộ xuống dưới, hắn cái này đều cảm ngộ không được. Cái này lôi sơn đến cùng ẩn chứa dạng gì thiên địa đạo văn chẳng lẽ lôi hệ đạo văn phải là. Lôi sơn khả năng hấp dẫn lôi điện, là tụ lôi thần trận hạch tâm. Vô số năm qua không ngừng hấp dẫn lôi điện, cái này lôi sơn bên trong có thể có được một tia lôi hệ đạo văn đạo vận cũng nói thông. Lôi sơn bên trong có thể thai ngén lôi thạch, có được lôi hỏa, vậy cũng là lôi điện chi lực, chỉ là ta nên như thế nào đi lĩnh hội cái này lôi hệ đạo văn đâu. Giang giật lâm vào thật sâu trầm tư, một người xếp bằng ở trên đá lớn. Từ từ hải gió thổi tới, hắn hỏa vân khải ẩn vào thể nội, áo bào cùng tóc bị thổi làm bay phất phới, cũng đem nơi xa từng đoàn từng đoàn lôi hỏa thổi đến ngọn lửa luồn lên, Giang giật tấm kia tuấn tú mặt, một hồi minh một hồi ám, tại cái này quạnh quẽ dã ngoại hoang vu, lộ ra phá lệ quỷ dị. chương 673, cái này chua thoải mái tư vị. 10 ngày, 20 ngày, 30 thiên, Giang giật mỗi ngày tái diễn đơn điệu mà khô khan sinh hoạt, vào ban ngày vào lôi lĩnh tu luyện nguyên lực, đến ban đêm chạy tới lôi sơn bên trong cảm mộ đạo văn, bắt giữ lôi sơn bên trong truyền đến một tia đạo vận. Thành nội trong khoảng thời gian này vô cùng an tĩnh, Linh Đăng Tỷ không xuất thủ, lãnh ngạo thiên cùng lý gia cũng bế quan còn lại lục đại bá chủ không cách nào chỉ có thể chờ đợi giang giật năm tháng kỳ đầy chính mình về thành song giã một tháng giang giật vẫn như cũng không thu hoạch được gì hắn cảm giác kia tia đạo vận tựa như ngay tại trong lòng bàn tay ngay tại bên người ngay tại thiên địa này ở giữa nhưng chính là sờ không được bắt không được một tháng thời gian hắn không có cảm mộ bất luận cái gì vô thuật cũng không có suy nghĩ biện pháp lĩnh hội còn lại đạo văn hắn một lòng nhào vào cái này mười tòa lôi sơn phía trên có một loại không đem cái này tia đạo vận bắt được thề không bỏ qua bốc đồng. Hắn cũng không phải là phạm bướng bỉnh, hắn chỉ là ẩn ẩn có loại cảm giác nếu là có thể lĩnh hội loại này đạo văn, sẽ đối với hắn có lợi ích to lớn. Toàn bộ thiên lôi đảo liền là một cái cử đại tụ lôi trận nơi này có kỳ lạ lôi sơn lôi lính, có kinh khủng lôi hỏa, còn có kỳ dị lôi thạch. Nơi này hết thảy đều cùng lôi điện có quan hệ, giờ phút này hắn lại tại lôi sơn bên trong cảm ứng được một tia đạo vật, giống như có thể triệt để cảm ngộ, hắn cho rằng tuyệt đối đối với hắn có lợi rất có thể có thể làm cho hắn tại thiên lôi đảo hảo hảo sống sót hắn lần thứ nhất giao trăm ngày lôi thạch đằng sau lại đi nộp lên một lần hết thảy năm tháng không cần lên giao lôi thạch năm tháng kỳ đầy sau nhất định phải về thành không cần đi dò xét dùng cái mông suy nghĩ đều có thể biết rõ giờ phút này cửa thành thời khắc đều có người ngồi chờ coi như trong đêm khẳng định cũng có người sở dĩ hắn năm tháng thời gian nhất định phải để thực lực đạt được tăng lên không nói đạt tới diệt sát bá chủ tình trạng chỉ ít cũng có thể xông vào thành đi. Đi cả mộ vu thuật, đi cả mộ còn lại đạo văn, coi như cả ngộ một loại vu thuật cùng đạo văn, hắn thực lực cũng không có khả năng tăng lên quá nhiều, bằng vào hắn cùng Phượng Loan Giang tiểu nô kim giao là tuyệt đối xông không vào thành bên trong. Sở dĩ hắn mới nảy sinh ác độc, một lòng nghĩ bắt được cái này tia đạo vận. Ai, trong đêm thiên lôi đảo nhiệt độ rất cao, nhưng Giang giật không cảm giác được nửa điểm ấm áp, hắn ngược lại cảm thấy đầy khắp núi đồi màu lam lôi hỏa làm cho cả thiên lôi đảo trở nên rất quạnh quẽ thê lương. Hắn xếp bằng ở một tòa núi nhỏ chi đỉnh, cách không nhìn qua ngoài mấy chục dặm mười tòa xuyên thẳng chân trời lôi sơn, trên thân đều là tịch mịt cùng tiêu sắt. Lôi điện, lôi sơn, lôi lính, lôi hỏa, lôi thạch. Hắn hai con người mông lung, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, hắn gần nhất đã không tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bởi vì tiến vào cũng vô dụng. Ngược lại cứ như vậy xem, càng có thể rõ ràng bắt được kia tia đạo vật, hắn tựa như một người điên đồ đần, ngơ ngác một người đứng tại đỉnh núi, lặp đi lặp lại lẩm bẩm mấy cái này từ. Đêm đã khuya, gió biển càng lúc càng lớn, bầu trời tinh thần quang mang càng phát ảm đạp, một vầng loan nguyệt treo ở không trung, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều tựa hồ cùng bên trong ngọn núi nhỏ kia đạo nhân ảnh dung hợp. Lôi sơn, lôi hỏa, lôi thạch, lôi thạch lôi thạch, giang giật mông lung con mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, hai đạo quang mang bắn thẳng đến mà ra. Hắn mở to hai mắt, con người tả hữu chuyển động, trầm giọng lẩm bẩm nói, đúng rồi, Lôi thạch, lôi thạch là lôi sơn dựng dục ra tới, lục gia cần lôi thạch, lôi thạch còn có thể đổi lấy công huân, một viên lôi thạch giá trị một ngàn thiên thạch, nói rõ cái này lôi thạch tác dụng rất lớn. Ta, vì sao không luyện hóa lôi thạch thử một chút nói không chừng có thể có chỗ phát hiện đâu. Lá gan của hắn luôn luôn rất lớn, giờ phút này vì mạng sống cái gì cũng không đoái hoài tới. Hắn xếp bằng ở đỉnh núi, lấy ra một viên lôi thạch chậm rãi dùng nguyên lực bao lúng, cái này lôi thạch nhìn cùng thiên thạch không có khác nhau, dùng nguyên lực hẳn là có thể luyện hóa. Chỉ là, tại Giang Giật dùng nguyên lực bao lũng lôi thạch trong nháy mắt, một cỗ cường đại hồ quang điện theo lôi thạch bên trong chạy tới, Giang Giật quả quyết bi kịch. Suy suy, cái này hồ quang điện rất mạnh, Giang Giật toàn thân đều loạn chiến, tựa như bị kinh phong phát tác, toàn thân tóc lông dựng đứng lên, trên da cũng truyền tới từng đợt mùi khét lẹt, áo bảo rất nhanh bốc cháy, bị đốt là cho tàn. Nếu không phải hỏa vân khải ra hộ thể, đoán chừng toàn thân làn da đều sẽ bị đại diện tích đốt bị thương a a a a thân thể của hắn rất có tiết tấu rung động phát ra từng tiếng tiếng kêu thống khổ hai mắt trắng dã như trong miệng có bọt mép phun ra vậy liền thật cùng bị kinh phong phát tác không có khác biệt mười hơi thời gian giang giật lại cảm giác qua mấy tháng loại kia chua thoải mái tư vị không có bị xét đánh qua người tuyệt đối cảm thụ không được hô 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 các thân thể bên trong đau đớn biến mất hắn mới mở ra miệng rộng miệng lớn hơi thở thổ khí giờ phút này phun ra khí vẫn là lửa nóng cùng tiêu hơi khói ánh mắt của hắn hướng bị quăng trên mặt đất lôi thạch, có loại trông thấy một đầu dữ tợn độc xà cảm giác. Lôi thạch quả nhiên là lôi thạch, bên trong lôi điện chi lực bá đạo như vậy, may mắn vừa rồi ta không dám dùng quá nhiều nguyên lực luyện hóa, nếu không giờ phút này toàn thân đều khét a. À. Giang giật nuốt nước miếng một cái, trong cổ họng vẫn là một mảnh khói hắc vị, hắn sờ lên bị cháy khét không ít tóc, cắn răng, lần nữa nắm lên trên mặt đất lôi thạch, ngoan tâm dùng nguyên lực bao lúng. Đương nhiên lần này hắn vận dụng nguyên lực chỉ có vừa rồi một phần mười, dạng này xông tới hồ quang điện liền sẽ không mạnh như vậy. Xuy suy lôi thạch lần nữa thoát ra hồ quang điện, bất quá lần này ít đi rất nhiều, uy lực cũng yếu đi rất nhiều, giang giật thân thể khẽ run, cắn răng kiên trì lại, cẩn thận đi cảm ứng thân thể. Trong thân thể một tia không hiểu năng lượng tại tán loạn, không chỉ tiến vào kinh mạch, toàn thân huyết nhục xương cốt mỗi một chỗ địa phương đều có loại kia không hiểu năng lượng tại du tẩu. Những năng lượng này những nơi đi qua, cơ thể của hắn biết rung động cũng sẽ truyền đến từng đợt kim châm đau đớn một vòng lại một vòng năng lượng chậm rãi biến mất cuối cùng sở hữu năng lượng biến mất về sau giang giật thân tử không lại rung động cảm giác thống khổ cũng biến mất a à, luyện hóa lôi thạch giống như cũng không có tác dụng gì a à. hắn thất vọng mở to mắt cái này lôi thạch bên trong lôi điện chi lực trong thân thể dạo qua một vòng về sau cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng lưu lại thân thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào cái này lôi điện chi lực không thể chứa đựng đi đan điền hoặc là thân thể, có thể nói hoàn toàn không có tác dụng. Hắn sững sờ ngồi một hồi, cuối cùng quyết định tiếp tục luyện hóa lôi thạch, nhìn xem những cái kia lôi điện chi lực phải chăng có thể khống chế, có thể hay không chứa đựng trong thân thể, nhìn xem luyện hóa cái này lôi thạch có thể hay không đối với hắn cảm ngộ lôi sơn đạo vận có trợ giúp. Hắn thả ra một chút nguyên lực, so vừa rồi còn ít một chút, dạng này thân thể sẽ không nhận quá lớn thương hại. Đồng thời hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dạng này tự hoàn toàn sẽ không cảm nhận được đau đớn, có thể hết sức chăm chú dò xét trong thân thể lôi điện chi lực, thuận tiện cảm ngộ lôi sơn đạo vận. Một lần, hai lần, mười lần, lôi thạch bị tiêu hao hết, Giang giật lấy ra một viên lôi thạch tiếp tục luyện hóa, hắn tối nay liền chuẩn bị tốn tại lôi thạch lên, luyện hóa một đêm lôi thạch. Nhìn xem luyện hóa lôi thạch trong thân thể có lôi điện chi lực lúc, có thể hay không đối với hắn cảm ngộ đạo văn có trợ giúp. Lôi điện chi lực liên tục không ngừng tiến vào bên trong thân thể của hắn thân thể của hắn có tiết tấu run rẩy lên, tị khẩu, lỗ mũi hô hấp ở giữa đều là nhiệt khí cùng khét lẹt khí. Cũng may thể chất của hắn, tại luyện hóa khốn long thảo sau cường đại đến như đầu rất tượng, không cần vận công chữa thương đều có thể tự động phục hồi như cũ, mức độ này xét đánh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Trời muốn sáng, lại là một đêm trôi qua, Giang giật luyện hóa mấy chục mai lôi thạch, vẫn là không thu hoạch được gì, lôi điện chi lực chứa đựng không được, lôi sơn đạo vận cũng căn bản bắt giữ không được. Ai, trên tay lôi thạch liền bị luyện hóa xong giang dập bất đắc dĩ rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái nhìn qua trong lòng bàn tay như sợi tóc lôi thạch hắn tùy ý vận chuyển một tia nguyên lực đưa nó luyện hóa ánh mắt nhìn về phía xa xa lôi sơn chờ đợi lôi hỏa biến mất chuẩn bị nhặt lôi thạch a à, đột nhiên linh hồn hắn chấn động mơ hồ nháy nháy mắt sau đó đột nhiên hướng thân thể nhìn lại hắn phát hiện một vấn đề bị xét đánh một đêm giống như hắn đối lôi điện chi lực có chút sức chống cự vừa rồi hắn luyện hóa một điểm cuối cùng lôi thạch thân thể thế mà không còn run rẩy đau đớn trên người cũng yếu đến đáng thương. chương 674, Thông Thiên Chi Lộ, chẳng lẽ là cảm ứng sai vẫn là bị điện một đêm thân thể chết lặng. Giang giật mơ hồ chừng mắt nhìn, xa xa lôi hỏa đã trải qua rồi bị hút vào lôi sơn bên trong, hắn không có thời gian đi thí nghiệm, thân thể hướng phía trước lao đi, thu thập lôi thạch. Thu bảy tám trăm viên lôi thạch, phía tây không có gì bất ngờ xảy ra truyền đến tiếng xé gió, thập đại bá chủ thủ hạ dẫm lên điểm tới, hắn thân thể nhất chuyển bắn ngược mà quay về xông vào lôi lĩnh nội biến mất tại trong quần sơn chi chít một đường bay đến tốn hao một canh giờ hắn đã tới lôi lĩnh chỗ sâu nhất hắn tìm được chỗ cũ bay người lên trên một cái sơn phong sườn núi trong động kể bên này bốn phương tám hướng đều là lôi hỏa mà lại hắn tại lòng núi cho dù có xét đánh hạ cũng sẽ không bổ chúng hắn là tốt nhất chỗ ẩn thân thử một chút mới vừa rồi không có thời gian nếm thử giờ phút này an toàn Giang giật lập tức chuẩn bị thử một chút mới vừa rồi là không phải hoa mắt, hoặc là thân thể chết lặng. Hắn lấy ra một viên lôi thạch, thận trọng vận chuyển một tia nguyên lực luyện hóa, nương theo lấy một đạo suy suy âm thanh, hồ quang điện loạn xả tiến vào bên trong thân thể của hắn. Cái này, đôi mắt của hắn thoáng cái mở tròn vo, bởi vì hắn buổi sáng không có cảm ứng sai, thân thể của hắn hoàn toàn chính xác không còn run rẩy, đau đớn trong thân thể cảm giác cũng đã biến mất rất nhiều. Đêm qua hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, căn bản cảm thụ không được thân thể thống khổ, sở dĩ cũng không cảm kích. Thân thể của ta đối lôi điện chi lực có sức chống cự cái này sao có thể cái này lại không phải cắn thuốc, gặm nhiều sẽ đối với dược lực có sức chống cự, làm sao lại phát sinh loại tình huống này hơn nữa còn chỉ là một đêm thời gian. Giang giật trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển, thần thức cũng một lần lại một lần trong thân thể dò xét mà qua, nhưng dò xét dòng rã nửa canh giờ, hắn không có phát hiện thân thể có bất kỳ dị biến, cùng trước kia giống nhau như đúc. Hắn lại luyện hóa một lần lôi thạch, kết quả phát hiện đau đớn quả nhiên đồng dạng giảm bớt lôi điện năng lượng cùng đêm qua đồng dạng trong thân thể tán loạn ngoại trừ thân thể chống cự đau đớn lực tăng cường bên ngoài cũng không có gì khác nhau tăng lớn nguyên lực luyện hóa thử một chút giang giật một phát hung ác tăng thêm gấp đôi nguyên lực một cỗ cực lớn hồ quang điện xông vào trong thân thể của hắn lần này có phản ứng toàn thân hắn đều truyền đến kịch liệt thống khổ thân thể lại bắt đầu rung động bị kinh phong phát tác các loại chờ đau đớn yếu bớt giang giật tiếp tục thử mấy lần Rốt cuộc xác định một việc, đêm qua bị điện giật một đêm, thân thể của hắn đã có đối lôi điện sức chống cự. Mặc dù cái này sức chống cự vẫn còn có chút yếu, nhưng đây là thật sự tăng cường. Vấn đề đến rồi, nhân thể thường xuyên bị đau đớn tra tấn, đối đau đớn chống cự xác thực hội tăng cường, liền giống với luyện thiết sa trường. Ngay từ đầu hai tay cắm vào hạt sắt con bên trong hội dị thường đau đớn, theo không ngừng tu luyện, hai tay sẽ trở nên cứng rắn như sắt. Thế nhưng là kia là quanh năm suốt tháng không ngừng kích thích ma luyện để thân thể từng điểm từng điểm cải biến, mới có thể tạo thành loại kia hiệu quả, cái này cùng nhân thể tự nhiên tiến hóa là một cái đạo lý. Giang giật chỉ là một đêm thời gian, vì sao có thể nhanh như vậy sinh ra đối lôi điện sức chống cự. Khốn long thảo, nhất định là khốn long thảo nguyên nhân. Giang giật suy nghĩ một phen, phát hiện ngoại trừ khốn long thảo ngoài ra không có giải thích. Bất quá ngẫm lại khốn long thảo đem hắn thân thể kinh mạch xương cốt huyết nhục cải biến, có thể làm cho hắn luyện hỏng thể chất cải tiến, còn có thể để hắn tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10. Thân thể đối lôi điện sức chống cự mạnh lên, cũng không có cái gì quá ly kỳ. Đối lôi điện sức chống cự tăng cường cũng không tệ, ha ha. Về sau bị xét đánh sẽ không thảm như vậy, mặc kệ nó, tu luyện nguyên lực. Giang giật nói thầm một câu, kiểm tra đến thân thể không sau đó cũng không đi quản, chuẩn bị thông lệ tu luyện nguyên lực. Bất quá, hắn vừa mới nhắm mắt lại, con mắt đột nhiên mở ra, phồng đến tròn vo, thân thể cũng khẽ run lên, Đột nhiên vỗ đùi nói, ta là chư A, lôi điện sức chống cự không ngừng tăng cường, không sợ xét đánh, ta hoàn toàn có thể hấp thu lôi hỏa A. Ha 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 ha, lôi hỏa, đây là một loại bá đạo thiên địa kỳ hỏa, sau U Minh quỷ hỏa nhiệt độ cao hơn, tựu liền thập đại bá chủ cũng không dám tới gần. Hắn trước kia tự đánh qua lôi hỏa chú ý, nhưng là lôi hỏa bên trong có lôi điện, hắn không nói thu lấy, liền tới gần trăm trượng cũng không dám. Khác biệt, hắn có thể luyện hóa lôi thạch dần dần gia tăng thân thể đối lôi điện sức chống cự, chờ thân thể hoàn toàn không e ngại phổ thông lôi điện chi lực, hắn liền có thể nhẹ nhõm đi thu lấy lôi hỏa, lại dùng cửu thiên tinh thần chi lực tế luyện lôi hỏa. Lôi hỏa khủng bố như thế, tế luyện về sau lôi hỏa nhiệt độ hội cao tới trình độ nào giang giật không dám tưởng tượng, nhưng muốn diệt thiên quân, vậy quá đơn giản. Ha 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 ha, giang giật ngửa mặt lên trời cười như điên, tháng gần nhất tới buồn khổ quét sạch sành xanh. Chỉ cần hắn có thể thu phục lôi hỏa, hắn tự hoàn toàn không sợ thập đại bá chủ, ít nhất bá đao bọn hắn có thể coi thường. Hắn dùng lôi hỏa bao phủ toàn thân, ai dám tới gần hắn phương viên người dặm ai có thể chịu nổi nhiệt độ cao như thế thậm chí. Hắn có thể tìm cơ hội đánh lén, đem bá đao hoặc là long ra diệt, uy hiếp quần hùng. Càng nghĩ rằng giật thân thể càng run rẩy lợi hại, chỉ cần có thể tại thiên lôi thành tiếp tục ở lại, hắn liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lôi thạch, tiếp theo đạt được đại lượng công huân, đến lúc đó đi thần tứ đảo ở lại đều không phải là vấn đề thần tứ đảo gấp 10 nồng đậm thiên địa nguyên lực, phối hợp đế cung cùng hắn hoàn mỹ thể chất, cái kia chính là nghìn lần nguyên lực tốc độ tu luyện. Các loại trợ nguyên lực tu luyện tới kim cương đỉnh phong, hắn tiếp tục tham mộ dung hợp đạo văn đột phá thiên quân, chờ có được nhất định thực lực về sau, giết trở lại Đông Hoàng Đại Lục, cứu vớt tô như tuyết, tìm kiếm y phiêu phiêu. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, giang giật bí kinh phong phát tác đến lợi hại hơn, hắn tựa như nhìn thấy một đầu kim quang đại đạo, một đầu báo thủ đại đạo, một đầu thông thiên chi lộ, luyện hóa, luyện hóa, hắn thật sâu ít mấy hơi, không phải cao hứng thời điểm, chờ thân thể thật có thể chống cự cường đại lôi điện chi lực rồi nói sau, nếu không hết thảy đều là trăng trong nước, hoa trong gương. Hắn hoàn toàn không đi quản nguyên lực tu luyện, hết sức chăm chú luyện hóa lôi thạch. Lần này luyện hóa lôi thạch dùng nguyên lực, sau đêm qua nhiều hơn một chút, chậm chậm tiến dần, để thân thể có cái thích ứng trình độ. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một mực chú ý thân thể biến ảo, nếu có bất luận cái gì tác dụng phụ, hắn sẽ lập tức ngừng luyện hóa một ngày vào đêm sau hắn cũng không đi lôi sơn tiếp tục tại sườn núi trong động luyện hóa trong lúc đó tránh né mấy lần lôi hỏa chờ lôi hỏa du đãng lái đi hắn lại trở về tiếp tục luyện hóa lôi thạch thẳng đến nhanh hừng đông lúc hắn mới ngừng lại được hắn kiểm tra một lần thân thể xác định không sau đó lúc này mới rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái tay run run lấy ra một viên lôi thạch luyện hóa quả nhiên hắn dùng ban ngày luyện hóa lôi thạch nguyên lực bao phủ lôi thạch một đạo cường đại hồ quang điện tiến vào thân thể, hắn thân thể không có vẻ run rẩy, đau đớn trong thân thể gần như có thể coi thường, hắn đối lôi điện sức chống cự tiến một bước tăng cường. Ha 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 ha, hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không ngừng, tựa như một người điên, thanh âm đâm thủng cửu tiêu, vang vọng phương viên hơn 10 dặm, để vốn là có chút quỷ dị lôi lính, lộ ra càng thêm dùng mình. Nửa tháng, chỉ cần cho ta thời gian nửa tháng, thân thể ta đối lôi điện sức chống cự nhất định sẽ cường đại đến rất khủng bố tình trạng, đến lúc đó ta liền có thể thu lấy lôi hỏa. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đen nhánh đêm tối, nhìn qua nơi xa một đoàn du đã lôi hỏa, đầy mắt cuồng nhiệt, khóe miệng cũng lộ ra một vòng tà mị mỉm cười. Ánh mắt của hắn chuyển động nhìn về phía thiên lôi thành phương hướng, trầm giọng nói ra, bá đao, long ra, các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. chương 675, chảo dầu hành trình. Mười ngày một cái chớp mắt đã vượt qua, cái này mười ngày đến giang giật đều tại lôi lĩnh chỗ sâu sườn núi trong động, ngoại trừ ban đêm có lôi hỏa du đáng khi đi tới, hắn mới có thể tránh né thoáng cái, thời gian còn lại đều tại sườn núi trong động, luyện hóa lôi thạch. Thời gian 10 ngày hắn đã luyện hóa hơn 2.000 lôi thạch, vào thời khắc này hắn đình chỉ luyện hóa lôi thạch. Bởi vì, coi như hắn bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa, lôi thạch bên trong xuất hiện nhất cường đại hồ quang điện, hắn đều đã có thể coi thường. Thân thể của hắn lôi điện sức thừa nhận đã trở nên cực kỳ khủng bố, cái này lôi thạch bên trong có thể thả ra lôi điện hắn hoàn toàn có thể miễn dịch sở dĩ hắn đình chỉ luyện hóa lôi thạch, tại hắn đôi mắt mở ra trong nháy mắt, hắn con người chỗ sâu lại có lôi điện đang nhấp nháy, cực kỳ quỷ dị. Không sai biệt lắm đi, hắn một đôi khiếp người con người hướng ra phía ngoài quét tới, thời gian 10 ngày, hơn 2.000 mai lôi thạch, hắn bị lôi điện tra tấn ít nhất đạt tới mấy vạn lần. Thân thể mỗi một lần địa phương đều bị lôi điện rèn luyện mấy vạn lần, không nói chân chính thiên lôi, chỉ ít lôi hỏa bên trong lôi điện đánh vào trên người hắn, hẳn là sẽ không trong nháy mắt bị oanh sát hắn nghỉ ngơi một hồi, còn người lóe lên hai chân đạp mạch, thân thể hóa thành cuồng long bay đi, ánh mắt của hắn như dao bốn phía liếc nhìn, rất nhanh khóa chặt một đoàn lôi hỏa. Liêu mạng, sống hay chết, tự xem lần này, hắn một mặt kiên nghị cùng lạnh buốt, thân thể chậm rãi hướng lôi hỏa tới gần, mặc dù thân thể của hắn đối lôi điện chống cự lực rất mạnh, hỏa linh châu lại có thể cam đoan hắn không bị nhiệt độ cao đốt diệt. Nhưng cái này lôi hỏa quá bá đạo, một khi tới gần ai cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Năm ba dặm, một giảm, Giang giật ngừng thở, toàn thân kéo căng, tốc độ lần nữa thả chậm một chút, cơ hồ là người bình thường đi đường tốc độ. Hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vây quanh một ngọn núi du đãng lôi hỏa, hô hấp trở nên rồn dập lên. 150 triệu, không có việc gì. 120 triệu, vẫn là không có việc gì. 100 triệu, xảy ra chuyện. Suy suy, lôi hỏa bên trong một đạo to bằng cánh tay lôi điện như dao long bắn thẳng đến mà đến, tốc độ như gió chỉ điện giật, như thế khoảng cách giang giật căn bản tránh né không ra, mà lại lôi điện còn có thể tự động truy tung mục tiêu, sở dĩ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn giang giật bị xét đánh. Cái này lôi điện so lôi thạch bên trong tối cường lôi điện còn muốn cường đại gấp 10, sở dĩ. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, giang giật thân thể như phát bị kinh phong loạn chiến, toàn thân đều truyền đến mùi khét lẹt, áo bào trong nháy mắt đốt thành bột mịn, lông mày dâu ria tóc toàn bộ bốc cháy. Hỏa vân khải kịp thời hiển hiện hộ chủ, nhưng hắn làn ra nhiều chỗ đã bị đốt bị thương vừa mới mọc ra tóc toàn bộ bị đốt xong lông mày cùng cái cằm ngắn ngủi gốc râu cằm cũng bị thiêu đến tinh quang a a a a hắn rất có tiết tấu đau nhức gào giống thân thể hướng phía dưới lấy rơi xuống mà đi trùng điệp nện ở mấy cái tiểu thạch trên đỉnh đem mấy cái kia thạch phong nện đến vỡ nát toàn thân hắn còn tại loạn chiến lăn lộn không ngớt đau khổ kịch liệt để hắn cảm giác bị ném tiến vào chảo dầu đau đến không muốn sống bất quá Hắn trong con người nhưng đều là cuồng hỉ, hắn không chết. Lôi hỏa bên trong kinh khủng lôi điện đánh vào trên người hắn không chết, thường thường không chết vậy liền đại biểu cho hy vọng, chỉ cần lôi hỏa bên trong lôi điện miểu sát không được hắn, hắn cũng hoàn toàn chính xác có hy vọng. Thật lâu, thật lâu, trong thân thể như tê liệt đau đớn rốt cuộc biến mất, hắn cùng một con chó nằm dạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở. Một lát sau cười ha hả, cười đến nước mắt đều rớt xuống, cười đến khiên động vết thương, tiếng cười lại biến thành tiếng hét thảm nửa nén hương về sau hắn khôi phục bình tĩnh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lấy ra thuốc chữa thương chữa thương trọn vẹn chữa thương đến vào buổi tối hắn mới đứng dậy hướng sườn núi động bên trên bay đi thuốc chữa thương rất không tệ hắn hoàn mỹ thể chất sức khôi phục cũng siêu cường vận công một ngày trên người đốt bị thương toàn bộ kéo màn chờ lần nữa chữa thương một phen hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu sờ lấy trụi lủi đầu cùng lông mày hắn ngắm nhìn xa xa tinh tinh lôi hỏa cảm giác là như vậy dễ thân như vậy đáng yêu Lôi hỏa lôi điện không thể oanh sát hắn, hắn có thể lần lượt đi bị lôi điện công kích, tiếp tục để trong thân thể lôi điện sức chống cự tăng cường. Khi hắn thân thể có một ngày có thể coi thường lôi hỏa bên trong lôi điện công kích, liền là hắn thu lấy lôi hỏa thời khắc. Có thể thu lấy lôi hỏa tế luyện hoàn thành, liền là hắn giang giật rời núi thời khắc. Trong đêm lôi hỏa du đáng, hắn không dám đi tới gần, vạn nhất bị xét đánh thụ thương, phụ cận vừa vặn lại có lôi hỏa du đáng tới đây chứ liên tục xét đánh mấy lần, hắn liền xem như thần cũng muốn vẫn lạc a. À sở dĩ hắn lấy ra lôi thạch tiếp tục luyện hóa, lôi thạch bên trong lôi điện quá yếu quá yếu, nhưng đồng dạng có thể rèn luyện thân thể, đồng dạng có thể tăng cường lôi điện sức chống cự, mặc dù có chút yếu, nhưng có chút ít còn hơn không. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tự theo sườn núi trong động bắn ra, trực tiếp hướng xa xa một đoàn lôi hỏa phóng đi, kia hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ, giống như một cái đi khẳng khái chịu chết liệt sĩ anh vĩ. Suy suy, hắn cái này anh vĩ hình tượng, chỉ là giữ vững mấy cái trong trước mắt, một đạo to bằng cánh tay lôi điện gào thét mà đến, thoáng cái bắn trúng hắn, hắn thân thể ẩm vang hướng phía dưới đập tới, lần nữa bắt đầu chảo dầu hành trình. Rất rõ ràng, lần này hắn thụ thương nhẹ một điểm, nhưng vẫn là hao tốn đại nửa ngày mới chữa thương tới, còn có một hai canh giờ đêm xuống, hắn không dám mạo hiểm, lại bay trở về vách đá tiếp tục luyện hóa lôi thạch. Hôm sau tiếp tục, lần này bị lôi điện công kích về sau, thụ thương lần nữa biến nhẹ một chút, chỉ là nửa ngày hắn tự khôi phục lại các loại trợ thương thế vừa khôi phục hắn lần nữa điên cuồng hướng lôi hỏa phóng đi tiếp tục cầu hành hạ ba ngày năm ngày tám ngày tại thứ tám thiên hậu lôi hỏa bên trong lôi điện đã không thể để cho hắn thụ thương chỉ là toàn thân bị kinh phong run rẩy ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng kiên định càng ngày càng sáng sáng như tinh thần mặc dù như thế hắn vẫn là không có mạo hiểm một đạo lôi điện hắn có thể chịu được vạn nhất hai đạo ba đạo thậm chí mấy chục đạo đâu ai biết lôi hỏa bên trong lôi điện có bao nhiêu hắn cũng không vội tiếp tục đau nhức cũng khoái hoạt lấy hưởng thụ lôi điện tẩy lễ để thân thể đi thích ứng lôi điện đi tiến hóa nửa tháng sau giang giật thân thể theo sườn núi trong động bắn ra như cầu vòng bay đi tại sơn phong ở giữa phía trước có một đoàn lôi hỏa du đãng mà đến hắn lại hoàn toàn không để ý mạnh mẽ đâm tới mà đi suy suy tới gần trăm trượng khoảng cách lúc lôi hỏa bên trong một đầu lôi điện hóa thành lôi long gào thét mà ra không có vào bên trong thân thể của hắn, hắn thân thể run nhẹ nhẹ thoáng cái, tiếp tục hướng phía trước bay vụt. Xuy suy lại một đầu lôi long bắn ra, hắn thân thể run dày lợi hại, nhưng hắn đột nhiên tăng tốc, điên cuồng hướng lôi hỏa phóng đi. Xuy suy các loại trợ điều thứ ba lôi long bắn ra, hắn đã vào tới lôi hỏa phụ cận, hỏa linh châu tại thời khắc này tản mát ra trói mắt hồng quang đem kia lôi hỏa thoáng cái hấp thu đi vào. Thành công, ha 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 ha, giang giật thân thể còn tại run dày, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không ngừng. Thu phục một đoàn lôi hỏa, hắn liền có thể thu phục đệ nhị đoàn, đoàn thứ ba. Hắn liền có thể đem lôi hỏa tế luyện, có thể có một loại cực kỳ khủng bố thủ đoạn công kích. Thời gian đã qua hai tháng, hắn cũng tại cái này lôi lĩnh nội đau khổ dòng dã một tháng, vô số lần bị xét đánh, vô số lần thụ thương, vô số lần đau đến chết đi sống lại, nhưng hết thảy đều đáng giá, hắn trả giá được đền đáp. Hắn hít một hơi thật sâu, Ánh mắt nhìn về phía phía đông bầu trời, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạn, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra, "Như Tuyết. Chờ ta, chương 676, ra cùng ngươi làm giao dịch." Thiên Lôi Thành, Đông Thành khu, một cái lịch sử tao nhã trong tiểu viện. Linh đang tỉ hôm nay mặc một bộ thủy lam sắc phái dài, ngực mở cực thấp, lộ ra một mảnh ngán rõ ràng, phối hợp nàng kia một chuỗi màu hồng phấn tiểu linh đang, có thể làm cho rất nhiều sắc lang trong mắt đều rơi ra tới nàng đang ngồi lấy nhàn nhã uống trà, trà là thượng đẳng long lưỡi hương, một ngàn thiên thạch một bao, mà lại chỉ có thể ngâm một lần, trà này không cần quát, nghe thoáng cái cũng có thể làm cho say. Môi của nàng tương đối nở nang, uống trà là hé miệng hội phát họa ra một cái đường cong, gợi cảm mê người, nàng một tay bưng chén trà, chợt nhẹ sách theo nắp trà, nhắm mắt lại, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ nhích trà, động tác yêu nhã thuần mỹ, điềm tĩnh tự nhiên. Nửa nén hương về sau, một chén nước trà đến cùng, nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, mở to mắt, ánh mắt chuyển hướng đứng bên cạnh lập tiểu hồng thị nữ hỏi, bao nhiêu ngày rồi? tiểu thị nữ lạnh thoáng cái, nhẹ giọng trả lời, tiểu thư, đã ba tháng, thương lang hai tháng chưa từng xuất hiện. ba tháng a, linh đang tỉ nhẹ gật đầu, thân thể hướng về sau mới tới gần, nhắm mắt lại nghỉ ngơi không nói thêm gì nữa. tiểu thị nữ đợi một hồi có chút không nhịn được mở miệng nói, tiểu thư, đều hai tháng, thương lang có thể hay không chết tại lôi lĩnh? Linh Đang tỷ không có trả lời, thậm chí lông Nghi đều không có một tia run run, chỉ là khoát tay áo ra hiệu tiểu hồng xuống dưới. Tiểu Hồng cũng không dám nhiều lời, nhẹ giọng lui xuống đi ra viện tử, chuẩn bị đi phủ thành chủ đi dạo một hồi. Khoảng thời gian này Linh Đang tỷ đều sẽ nghỉ ngơi một hồi, nàng vừa vặn lười biếng đi vòng vòng. Tiểu Hồng tỷ, Hồng tỷ, một đường đều có người cùng nàng chào hỏi, biểu lộ cùng ngôn ngữ đều vô cùng cung kính, cái này khiến tiểu hồng rất là hưởng dụng, đầu cũng ngang đến cao hơn mấy phần đi đường còn có chút lâng lâng cảm giác. Vượt qua mấy con phố, nàng đi đến đi phủ thành chủ chủ đạo bên trên, đúng lúc này một bên khác mấy chục người băng băng mà tới, tốc độ thật nhanh, kém chút đều đem tiểu hồng đụng. Hừ, tiểu hồng gương mặt xinh đẹp lập tức phát lạnh liền muốn bão nổi, bất quá đám người kia đã nhắm hướng đông thành nội lao đi, cầm đầu hai người rõ ràng là bá đao cùng long ra, sau lưng còn mang theo hơn 10 tên thiên quân, tiểu hồng nhìn lướt qua cũng liền không nói chuyện. a à, nàng trong con người hiện lên một tia kinh ngạc, bá đao cùng long ra lại đi nhanh như vậy chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nàng trầm ngâm một lát nhìn thấy phía sau lại có một đám người hướng thành đông chạy như điên là hai tên thiên quân mang theo một đám kim cương đỉnh phong nàng vội vàng duỗi ra một cái tay khẽ kêu nói dừng lại a à, là tiểu hồng tỷ a à, tiểu hồng tỷ có chuyện gì không hai tên thiên quân là long ra người tự nhiên nhận biết tiểu hồng thành nội không biết tiểu hồng người cũng ít dù sao nàng là linh đang tỷ thị nữ tiểu hồng trong mắt đẹp hàn quang um tùm âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra long ra cùng bá đao vì sao vội vàng như thế. Một tên thiên quân vội vàng chắp tay nói, tiểu hồng tỷ, thương lang xuất hiện, ngay tại lôi sơn sau lôi lĩnh nội, còn nói rõ gọi bá đao ca đi qua đàm phán đâu, ta trước đi qua a, à, xin lỗi. Hai tên thiên quân hướng tiểu hồng tỷ chắp tay, dẫn đội hướng ngoài thành phóng đi, tiểu hồng lông mày một đám, mơ hồ lẩm bẩm nói, thương lang không chết thế mà còn dám gọi bá đao đi đàm phán hắn muốn cầu đã chết rồi sao sợ là còn lại tứ đại bá chủ cũng sẽ lập tức tiến đến A không được. Ta phải lập tức đi cho Linh đang tỉ báo cáo, tiểu hồng cái mông đầy đặn uốn éo, thân thể hướng tiểu viện chạy như điên, nàng toàn lực chạy vội chỉ là một lát liền đến bên ngoài viện. Nàng vội vã đi tới đi, đến cửa đại sảnh mới nhẹ giọng nói ra, tiểu thư, thương lang xuất hiện, tại lôi lĩnh nội muốn cùng bá đao đàm phán, bá đao cùng long ra dẫn người tới, đoán chừng còn lại bá chủ cũng sẽ lập tức chạy tới. Ừ, Linh đang tỉ đôi mắt đột nhiên mở ra, khóe miệng nàng khẽ cong nở nụ cười, gây nên trước ngực một đôi hung khí ba động không ngừng, này chuỗi Linh đang đi theo phát ra thanh âm thanh thúy. Nàng lười biếng đứng lên thân, cười yếu ớt nói ra, cho ta thay quần áo, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Tiểu hồng vội vàng vào phòng bên trong, lấy một kiện áo lông trồn áo khoác cho Linh đang tỉ phủ thêm, lúc này mới hỏi tiểu thư, muốn hay không triệu tập một số người. Không cần, chúng ta liền đi xem náo nhiệt đi thôi nói xong linh đang tỉ thân thể bước nhẹ đi ra ngoài trực tiếp đằng không mà lên tiểu hồng vội vàng đi theo hai người cũng không đi cửa thành đông trực tiếp hướng ngoài thành bay đi thành nội ngoại trừ người của lục gia những người còn lại cũng không thể phi hành bất quá linh đang tỉ ngoại trừ đây là lục gia cho nàng mặt mũi nàng cũng không có bay bao nhanh trên thành có một cái trong suốt phòng bảo hộ nhưng linh đang tỉ trên tay hào quang màu phấn hồng lóe lên liền mang theo tiểu hồng xuyên qua vòng bảo hộ, vạch phá bầu trời hướng lôi sơn phương hướng bay đi. Vù vù, hai người vừa mới ra khỏi thành, liền thấy bầu trời xa xăm gần trăm người bay đi, khí thế hùng hổ, rõ ràng là còn lại tứ đại bá chủ. Linh đang tỉ tốc độ không nhanh không chậm, bởi vì phi hành cuồng phong, đưa nàng váy dài cùng áo lông trồn áo choàng thổi đến bay đầy trời, nàng này chuỗi màu hồng phấn Linh đang cũng vang lên không ngừng, nàng đưa tay vuốt vuốt trên trán mái tóc, nhìn một cái đông phương, Nhàn nhạt cười nói, ha ha, tiểu hồng, ta có một loại dự cảm, thiên lôi thành thiên muốn thay đổi. Tiểu hồng không nói gì, chỉ là khóe miệng hét lên, dưới cái nhìn của nàng thiên lôi thành thiên khẳng định biến không được, lôi sơn bên kia cũng sẽ thêm một cỗ không thành nhân dạng tàn thi. Lôi sơn bên này rất náo nhiệt, kia hơn một vạn người đều không có xếp bằng ngồi dưới đất, mà là hưng phấn đứng đấy, ánh mắt nhìn về phía phía đông lôi lính. Thực lực của bọn hắn cũng không tính quá mạnh. Sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy lôi sơn bên kia đứng đấy 30 tên thiên quân cường giả, kia là hôm nay dẫn đội thiên quân cường giả, đương nhiên chỉ là lục phương thế lực. Càng xa xôi lôi lĩnh bên ngoài cao nhất một ngọn núi phía trên, đứng đấy một cái thanh bào nam tử, song phương ngay tại rằng co, lôi lĩnh bên trên người kia không có xuống tới, bên này thiên quân cũng không có tiến lên. Bên này thiên quân cường giả sở dĩ không có tiến lên, là bởi vì vừa rồi người kia nói để bá đao tới đàm phán, bằng không hắn lập tức trở về lôi lĩnh nội người này rất là kỳ dị một cái đầu trụi lùi đến ban đêm đoán chừng có thể chiếu sáng mà lại hắn còn không có lông mày nhìn dị thường quái dị cùng khó chịu người này tự nhiên là liền là theo lôi lĩnh chỗ sâu ra giang giật hắn ra khỏi thành ba tháng còn có hai tháng biến mất tại mọi người trong tầm mắt lúc đầu mỗi lần nhật thanh thần hắn đều sẽ ra cướp đoạt lôi thạch hai tháng này nhưng không thấy bóng người rất nhiều người đều cho là hắn chết rồi lại không nghĩ rằng còn sống hắn vừa xuất hiện lập tức kinh động đến dẫn đội thiên quân những cái kia thiên quân trước tiên đuổi theo giết hắn, bất quá giang giật một tiếng câu nói đem mọi người dọa sợ. Mọi người dám tiến về phía trước một bước, giang giật sẽ lập tức trở về lôi lính, hắn muốn cùng bá đao đàm phán. Giang giật tiến vào lôi lính, mọi người lại chỉ có thể dương mắt nhìn, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy bá đao đến đây. Vẹn vẹn ba nén hương thời gian, nơi xa mấy chục đạo nhân ảnh giống như thép thiết hồng lưu cuồn cuộn mà đến, bá đao cùng long ra đứng mũi chịu sao. Thật xa tự khóa chặt đứng tại lôi lính bên trên giang giật. Hai người trong mắt đều lộ ra cừu hận cùng nổi giận ánh mắt. Chính là cái này tiểu tạp phái, để cho hai người mất hết mặt, mấy tháng nay, hai người trong thành gần như đều không ngẩng đầu được lên. Bá Đao, đã lâu không gặp a, à. cái đầu của ngươi tựa hồ lại lớn mấy phần xem ra trở nên càng ngu xuẩn a. À. Các loại chờ bá đao mọi người qua lôi sơn, giang giật rốt cuộc mở miệng nói chuyện, tất cả đứng lại, nếu không ra lập tức vào lôi lính, Bá Đao ngươi một người tới, ra cùng ngươi làm giao dịch, chương 677, biết bay hỏa nhân, bá đao bọn người khoảng cách giang giật còn có 30 dặm, giống như hai người dẫn người bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, đem rất có thể đuổi kịp giang giật, nhưng lôi lính nội lôi hỏa nhiều lắm, vạn nhất giang giật sau lưng cách đó không xa tựu có lôi hỏa. Sở dĩ bá đao cùng long ra đều dừng lại, hai người liếc nhau, phát hiện đối phương trong con người đều là kinh nghi, tiểu tử này cần giao dịch song phương đều là tử thù, còn có thể giao dịch cái gì chẳng lẽ hắn muốn vào thành nhưng hắn dựa vào cái gì giao dịch. Long ra đôi mắt nhỏ bên trong hàn quang lóe lên, đột nhiên truyền âm tới, bá đao ngươi trước đi qua, thoáng qua một cái đi trực tiếp phóng thích đại địa gào thét, có thể hay không giết chết hắn không sao, chỉ cần kéo là đủ. Đúng, bá đao bắp thịt cả người rung động, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, chỉ cần hắn phóng thích đại địa gào thét, bốn phía không gian liền sẽ chấn động, giang giật cũng chạy không thoát, đến lúc đó nhiều người như vậy đi qua, hắn còn có thể sống còn như giao dịch gì, bá đao đã ném đi sau ót, còn có thể có chuyện gì, so giết giang giật quan trọng hơn. Lập tức hắn nhếch miệng giống to, tiểu tử, ta tới có thể, nhưng ngươi nếu dám đùa nghịch ta, lão tử nhất định xé ngươi. Trên người hắn khí thế chấn động, hóa thành cuồng phong hướng phía trước bay đi, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, thần thức một mực khóa chặt giang giật. Người nói tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, bá đao cho người ấn tượng cũng là một cái tính khí nóng nảy tên lỗ máng, nhưng... Giống như bá đao thật là một đầu đồ con lợn, hắn có thể sống đến hôm nay, có thể trở thành thành nội thập đại bá chủ. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, Giang giật một mực không có bất kỳ cái gì dị động, thậm chí kia hoa lệ hỏa hồng chiến khải đều không có hiển hiện, trên thân cũng không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, tựa hồ thật đến nói giao dịch. Bá đao, lên núi 10 dặm, nói cho long ra bọn hắn, nếu dám dị động, ta lập tức vào lôi lĩnh đi. Đúng lúc này Giang giật động, hắn chậm rãi hướng bên trong bay đi, tốc độ rất chậm, thành ý rất đủ. Bá đao con người quang mang nhất chuyển, như thế khoảng cách phóng thích đại địa gào thét uy lực có chút yếu rất có thể sẽ đánh thảo kinh xa sở dĩ hắn cắn răng quay đầu quát khẽ một tiếng nói chúng ta vào lôi lĩnh mười dặm các ngươi đừng nhúc nhích xa xa long ra mắt nhỏ híp híp biến thành một đường nhỏ mười dặm khoảng cách không xa nhưng là bên trong là đều là sơn bọn hắn thần thức coi như không dám loạn dò xét nếu là bên trong dãy núi chất chứa có lôi hỏa đâu mắt thấy muốn thành công hắn cũng không dám làm loạn chỉ có thể truyền âm cho bá đao đạo chỉ có tiến nhập mười dặm không thể lại xa tìm tới cơ hội trước tiên công kích một khi ngươi công kích chúng ta lập tức liền đến bá đao bất động thanh sắc chậm rãi đi theo giang giật hướng lôi lĩnh nội bay đi giang giật bay rất thấp hai người rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt mười dặm đường trình thoáng cái đã đến giang giật đột nhiên hướng phía dưới bay đi hạ một cái trong hạp gốc hắn đứng tại hẻm núi đột xuất một tảng đá lớn nhìn qua nơi xa bay tới bá đao không nói một lời bá đao trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc nội tâm lại là âm thầm cuồng hỉ một bên tính toán lấy khoảng cách, chờ khoảng cách giang giật năm dặm lúc, hắn đột nhiên ra tốc, thân thể hóa thành lưu quang hướng giang giật phóng đi, trong tay đã sớm lặng yên ngưng tụ màu vàng đất nguyên lực lấp lánh, liền muốn phóng thích đại địa gào thét. Hừ hừ, giang giật vẫn là không nhúc nhích, nhưng khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói, bá đao, nếu ngươi không muốn khốn long thảo, cứ việc công kích đi. Suy suy, bá đao trong tay đạo văn công kích kém chút liền muốn thả ra, giờ phút này mạnh mẽ thu hồi lại, hắn chống tròn con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, người nói cái gì khốn long thảo ngươi có khốn long thảo. Khốn long thảo, đây chính là thiên địa kỳ dược, vô giới chi bảo, sở hữu võ giả tha thiết ước mơ bảo vật. Chỉ cần đạt được khốn long thảo đem thể chất cải tiến, đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, đối với mình tu luyện về sau lại có chỗ tốt cực lớn. Coi như mình không cần, tùy ý đi bán cho một cái siêu cấp gia tộc, đó cũng là giá trên trời. Nói nhảm, Giang giật hừ lạnh một tiếng, đùa cợt nói ra ta bảo ngươi tới nói giao dịch không có bảo vật nói cái giám a à ta không có khốn long thảo nhưng ta có thể dẫn ngươi đi tìm ngay tại lôi lĩnh chỗ sâu nhất ta một người bắt không được chỉ cần ngươi có thế để cho ta vào thành đồng thời cam đoan ta không bị cái khác bá chủ công kích ta tự dẫn ngươi đi lấy khốn long thảo như thế nào giao dịch lôi lĩnh chỗ sâu nhất vào thành bá đao khẽ giật mình lập tức kích động lên lôi lĩnh chỗ sâu nhất người bình thường ai dám đi vào giang giật bị mọi người truy sát tiến vào lôi lĩnh chỗ sâu nhất cái này rất bình thường hắn phát hiện khốn long thảo muốn vào thành bảo mệnh cho nên mới giao dịch, cái này cũng hợp tình hợp lý, thật chẳng lẽ có khốn long thảo. Hắn con người nhất chuyển, có chút hoài nghi hỏi, người xác định kia là khốn long thảo, người nói một chút khốn long thảo dáng rất ra sao. Khốn long thảo tư liệu người bình thường căn bản không có tư cách biết rõ, trừ phi siêu cấp thế gia công tử. Giang giật trên thân mặc dù có dị bảo, nhưng nếu như là siêu cấp gia tộc công tử lại thế nào vào tội đảo có thể đi vào tội đảo đều là tại Đông Hoàng Đại Lục lăn lộn không dưới, sở dĩ hắn kết luận giang giật không rõ ràng khốn long thảo tư liệu. Mà hắn, đã từng may mắn gặp qua một bản tàn quyền, phía trên có một ít bảo vật giới thiệu, trong đó có khốn long thảo. Giang giật miệng hét lên nói, đây tuyệt đối là khốn long thảo, thuốc kia thảo toàn thân trắng như tuyết, có thần thánh bạch quang, còn tựa như vật sống bản năng động. Khốn long thảo giang giật tự nhiên gặp rồi, hơn nữa còn luyện hóa một gốc, giờ phút này thuận miệng nhắc tới cũng đơn giản, bá đao còn không có nghe xong cả người đều kích động đến run rẩy. Giang giật nói đến cùng hắn nhìn qua tàn quyển bên trên giống nhau như đúc. Ngay tại bá đao nội tâm thiên nhân giao chiến lúc, Giang giật đột nhiên phá không mắng to lên, ánh mắt cũng khóa chặt hắn sau lưng không gian, nói, bá đao, ngươi lại không thủ thành tin lặng yên để long ra lặn đến hừ. Giao dịch hủy bỏ, ta cùng lý ra giao dịch đi. Hưu, Giang giật mặt mũi tràn đầy oán giận, thân thể phóng lên tận trời, bá đao khẽ giật mình lập tức nổi giận quay đầu quét tới, hắn. Coi là long ra lặng yên tiềm hành theo tới. Nào biết, hậu phương giống tuếch, cái gì cũng không có, long ra căn bản không có xuất hiện, linh hồn hắn chấn động sắc mặt kịch biến, nổi giận giống to tiểu tử, người đùa bỡn ta. Ông, một thân ảnh đột một tại hắn bên trái trăm trượng ngưng kết, cùng một thời gian trên người hắn từng đám màu lam hỏa diễm đổ xuống mà ra, bốn phía không khí trong nháy mắt trở nên khủng bố. Bá đao trên tay màu vàng đất nguyên lực ngưng tụ vốn muốn công kích, nhìn thấy kia hỏa diễm về sau, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, trước tiên phóng thích thần thuẫn, hoảng sợ bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa bay đi a à, a à, chỉ là khủng bố như thế nhiệt độ cao cái này còn không phải phổ thông lôi hỏa mà là tế luyện sau lôi hỏa nhiệt độ lần nữa tăng gấp mấy lần hắn có thể chịu nổi bá đao vừa mới thả ra thần thuấn thoáng cái vỡ tan sau đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc cháy lên hắn biến thành một hỏa nhân biết bay hỏa nhân tốt giang giật đôi mắt sáng như tinh thần bị ném vào chảo dầu hai tháng nhận hết cực khổ đau đến chết đi sống lại mới thu phục lôi hỏa, không để cho hắn thất vọng. Cái này nhiệt độ quá bá đạo, bá đạo đến trung giai thiên quân đều không chịu nổi. Đương nhiên, đây cũng là giang giật an bài chiến thuật tốt, khoảng cách bá đao quá gần, như khoảng cách phải giảm bá đao nhất định có thể đào tẩu, nhiều nhất bị bỏng. a à, a à, từng đạo đâm thủng bầu trời tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong tiếng kêu đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng, cái kia trong đôi mắt cũng đều là hoang mang, không nghĩ ra giang giật sao có thể phóng thích lôi hỏa mà lại cái này lôi hỏa nhiệt độ còn như thế biến thái. Không được, lôi sơn bên kia long ra bọn người toàn bộ thân thể run lên, càng xa xôi vừa mới chạy tới còn lại tứ đại bá chủ cũng phía sau lưng mát lạnh, trong lòng không hiểu có loại dự cảm bất tường. Đi, long ra trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, mang theo chính mình hơn 10 tên thiên quân thủ hạ, còn có bá đao hơn 10 tên thủ hạ hướng lôi lĩnh nội điên cuồng lao đi. mươi 678, binh bất yếm trá tiểu thư kia là bá đao thanh âm lôi sơn bên này lôi lĩnh nội một đỉnh núi phía trên tiểu hồng nghe được kia thảm tuyệt luân cũng chính là tiếng kêu biến sắc kinh hô lên bên cạnh một người mặc quần dài màu lam hất lên áo lông chồn nữ tử lại cười nhạt một cái nói quả nhiên là vừa ra trò hay bất quá càng đặc sắc hẳn là còn ở phía sau đâu tiểu hồng một đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ không dám tin hướng nơi xa nhìn vài lần quay đầu nhìn về linh đang tỉ nói ra tiểu thư nghe tiếng kêu thảm thiết bá đao khẳng định chết rồi chẳng lẽ là thương lang giết hắn chẳng lẽ có được cường đại liếm tức thuật bản thân là một tên trung giai hoặc là cao giai thiên quân sao long ra bọn hắn giống như mang theo mấy chục tên thiên quân đi qua còn lại bá chủ cũng đi qua chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem đi qua làm gì linh đang tỉ cười khẽ lắc đầu nói đợi lấy tiếp tục xem trò hay là được thế nhưng là tiểu hồng trên mặt lộ ra một tia cấp sắc nhiều người như vậy đi qua cái này thương lang làm sao có thể chịu nổi tiểu thư không phải rất thưởng thức hắn sao giờ phút này xuất thủ đây chính là bán hắn một cái đại nhân tình thời điểm. Linh đang tỉ cười nhạt một tiếng không có trả lời, lặng lặng đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn phương xa, tựa hồ không có chút nào để ý giang giật chết sống, chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt mà thôi. Hiu hiu hiu, lôi sơn phía sau lôi lĩnh nội, hơn hai mươi người điên cuồng lao đi, mọi người tốc độ đều đạt đến cực hạt, nhất là phía trước nhất long ra càng như một đạo hồng quang chỉ là mấy cái trong trước mắt liền vọt vào lôi lĩnh nội, ánh mắt cũng thoáng cái khóa chặt nơi xa ngay tại vơ vét bá đao trên người bảo vật giang giật. Ây, hắn nhìn lướt qua cái kia toàn thân đều biến thành than cốc tàn thi khóe miệng giật một cái, đốt thành bộ dáng này, liền mẹ hắn thân cũng không nhận ra a à bất quá giang giật vừa vặn nắm lên một cái hạt châu màu xanh lam, long ra một chút tự nhận ra kia là bá đao thủy long châu, hắn một bên nhanh chóng lao nhanh, một bên trong đầu chuyển động, nghĩ đến bá đao là thế nào chết. Giang giật giết, bá đao thực lực long ra rất rõ ràng, ngắn như vậy thời gian, đem bá đao biến thành quỷ này bộ dáng, giang giật trừ phi có cao giai thiên quân thực lực, nếu không căn bản không có khả năng làm được. Hơn nữa còn nhất định phải là tu luyện hỏa hệ đạo văn cao giai thiên quân, giang giật không sợ hỏa, khả năng này cũng có. Vấn đề là, giống như giang giật có cao giai thiên quân thực lực, hắn sẽ cùng một con chó bị mọi người truy sát một người ở bên ngoài tàng phong ngủ ngoài trời mấy tháng lần trước bá đao giao thủ với hắn, Giang giật thế nhưng là bị trọng thương a, à, điều này nói rõ Giang giật thực lực cũng không mạnh mẽ. Lần trước giao chiến đến mới trôi qua hơn 2 tháng, ngắn như vậy thời gian, đừng nói Giang giật liền xem như huyền đế, thực lực cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Hắn hỏi qua bá đao, Giang giật suy nhất lợi hại thủ đoạn công kích là linh hồn công kích, cũng chưa nghe nói qua có được hỏa hệ đạo văn công kích, như vậy chỉ có cái cuối cùng giải thích, Giang giật có được hỏa hệ trí bảo. Vấn đề giống như trước tới, giống như hắn có được hỏa hệ trí bảo lần trước giao chiến bá đao liền đã chết rồi. Sở dĩ nghĩ tới nghĩ lui, Long ra cho ra một cái kết luận giang giật bằng vào quỷ kế, mượn nhờ lôi hỏa diệt sát bá đao. Giang giật gọi bá đao đến đây là muốn nói giao dịch, hắn có thể giao dịch cái gì coi như giao dịch hắn vì sao không tìm Linh đang tỉ giao dịch, như Linh đang tỉ phát câu nói, ai cũng không dám động đến hắn. Hắn tìm bá đao giao dịch, cuối cùng lại tiến vào lôi lĩnh 10 dặm, đột hạ sát thủ diệt bá đao, bá đao vẫn là bị đốt sống chết tươi, kia rất có thể là giang giật bầy một cái bẫy, lợi dụng lôi hỏa đem bá đao cho lừa giết. Hưu, Long ra đầu chuyển động rất nhanh, phi hành vài dặm thời gian, đã đem sự tình nghĩ thông suốt bảy tám phần. Hắn sở dĩ đạt được cái này suy đoán là bởi vì hắn không hiểu rõ giang giật có hỏa linh châu trí bảo như thế, cũng không hiểu rõ giang giật có một bộ kỳ quái thân thể, có thể ngăn cản lôi hỏa bên trong lôi điện. Đương nhiên việc này đừng nói hắn, coi như truyền khắp thiên lôi đảo, cũng không ai tin tưởng. Hưu, bên kia Giang Dật bắt lấy Bá Đao Thủy Long Châu cùng một viên cổ thần nguyên giới, quay đầu nhìn lại Long Gia, trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi, thân thể hướng nơi xa trốn như điên mà đi. Truy, mặc kệ Giang Dật là thế nào chém giết Bá Đao, Long Gia vẫn là quyết định toàn lực truy sát. Như thế thời cơ còn không giết, về sau càng khó giết hơn. Mà lại sự tình lần này huyên náo lớn như vậy, toàn thành người đều đang nhìn đâu, hắn không có khả năng lui e sợ, bằng không hắn đều không cần tại Thiên Lôi đảo lăn lộn. Hưu Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, không ngừng rút ngắn cùng giang giật khoảng cách, thần thức một lần lại một lần tại giang giật trên thân đảo qua, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, cẩn thận tới cực điểm, bá đao vừa mới bị chôn giết, hắn làm sao có thể không cẩn thận. 10 dặm, 8 dặm, năm dặm, theo khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, giang giật sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn đột nhiên truyền âm tới nói, Long ra, ta và ngươi làm giao dịch như thế nào. Giao dịch, Long ra mặt không biểu tình, nội tâm lại là cười lạnh, Giang giật lại nghĩ lập lại chiêu cũ sao cũng tốt. Hắn liền đem kế tự kế đi, hắn dừng một chút truyền âm qua, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn muốn chơi lừa gạt bá đao vào đây cùng ngươi làm giao dịch, cuối cùng đầu một nơi thân một nẻo, ngươi làm ta là kẻ ngu sao. Không phải, không phải như vậy. Giang giật thất kinh lắc đầu truyền âm nói, bá đao chính hắn không cẩn thận bị bên trong dãy núi phun trào lôi hỏa thiêu chết, vậy cũng không quan chuyện của ta. Long ra, ta có khốn long thảo, chỉ cần ngươi cam đoan ta có thể an toàn vào thành, ta liền đem khốn long thảo tặng cho ngươi. Quả nhiên là quỷ kế, long ra càng phát xác định, giang giật là bằng vào quỷ kế chém giết bá đao, dù sao ngọn núi bên trong có lôi hỏa, bá đao như thế nào lại không phát hiện được khẽ dựa gần ngọn núi kia nhiệt độ hội cao rất nhiều, bá đao cũng không phải ngớ ngẩn. Hắn lần nữa tương kế tự kế cười lạnh nói, khốn long thảo còn dám đùa nghịch ta có khốn long thảo chính ngươi không cần coi như ngươi muốn giao dịch, vì sao không tìm còn lại bá chủ ta nhớ được chúng ta thế nhưng là có thù. Bốn dặm, ba dặm, Long gia vừa cùng Giang giật xả đản, một bên cấp tốc rút ngắn khoảng cách của song phương, Giang giật nghĩ đối với hắn dụng kế, hắn liền đem kế tựu mà tính, chỉ cần rút ngắn khoảng cách của song phương, hắn liền có thể bóp chết Giang giật. Long gia, ngươi đừng có lại đuổi. Giang giật nhìn càng thêm sợ hãi, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, bốn phía cũng không có lôi hỏa, hắn tựa hồ không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể truyền âm nói, Long gia, ta thật sự có khốn Long Thảo, ta vào. Chương 679, các ngươi có thể xuất thủ. Cổ ngữ có nói, binh giả, quỷ đạo giả. Giang giật theo tiểu đan điền bị phong ấn, thực lực yếu đến đáng thương, thường xuyên bị giang như hổ bọn người khi dễ, mà hắn lại chưa bao giờ chịu thua, sở dĩ đã từng nghiên cứu qua rất nhiều binh thư, ý đồ dùng yếu chế mạnh, hung hăng đánh giang như hổ bọn người một trận. Giang Vân Hải làm giang gia đại trưởng lão, trong nhà tàng thư rất nhiều, giang giật ngoại trừ tu luyện đều là đọc sách, sở dĩ hắn đối binh pháp hiểu rất sâu. Binh pháp cũng không nhất định là hai quân giao chiến chi pháp, bất kỳ cái gì chiến đấu chiến tranh kỳ thật đều có thể dụng binh pháp, mà binh pháp điểm trọng yếu nhất quỷ, nói một cách khác, xuất kỳ chế thắng. Tỷ như giang giật cùng bá đao giao chiến, giống như ngay từ đầu hắn nói long ra tới, bá đao chắc chắn sẽ không tin tưởng, trực tiếp một chiêu đại địa gào thét chấn động không gian. So như rồng ra một đuổi theo lúc, nếu như hắn lập tức quát lớn để lý ra xuất thủ, long ra cũng sẽ khịt mũi coi thường, đạo văn công kích nện xuống. Gạt người là một môn học vấn cao thâm, muốn chậm chậm tiến dần, muốn thật thật giả giả, tựa như tựa như mà không phải là, gây nên đối phương hoài nghi, làm cho đối phương theo lời của ngươi đi suy nghĩ, bị lời của ngươi nắm mũi dẫn đi. Giang giật không cần long ra hoàn toàn tin tưởng hắn, chỉ cần gây nên hắn suy nghĩ, hắn tự nhiên là giả, nhưng hắn khốn long thảo hộp lại là thật. Trước đó hắn hết thảy cử động, cũng là vì kiến tạo một loại giả tượng, để long ra ngộ phán bá đao là bị hắn dùng quỷ kế chém giết, mà không phải dựa vào thực lực chân thật. Long ra tại tương kế tự kế, hắn sao lại không phải bỏ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu đâu. Cường giả giao thủ, đánh lên mấy ngày mấy đêm, đánh thiên hôn địa ám, kia là dân gian lưu truyền cố sự. Trên thực tế trừ phi song phương thực lực tương đương, đều giết không được đối phương, nếu không căn bản sẽ không đánh lên mấy ngày mấy đêm, đấu mấy ngàn chiêu mấy vạn chiêu, cơ bản đều là trong nháy mắt định sinh tử. Cũng tỉ như giờ phút này, Giang giật phung ra khốn long thảo hộp, thành công đem long ra lực chú ý rời đi. Mặc dù vẻn vẹn trong trước mắt, nhưng khoảng cách song phương gần như thế giang giật tốc độ cũng không chậm một cái trước mắt liền dựa vào tới gần long gia hắn hỏa linh châu trước tiên phát sáng lên từng đoàn từng đoàn màu lam mang theo hồ quang điện hỏa diễm ra thân thể của hắn bên ngoài người khác giữa không trung đột nhiên đánh ra mấy trường kia màu lam hỏa diễm tự phô thiên cái địa mà tới long ra rõ ràng bi kịch hắn nguyên lực hùng hậu trên thân còn có một cái siêu thánh khí phong thần giáp nhưng giang giật đã tới gần hắn không đến trăm trượng kia màu lam hỏa diễm còn không phải phổ thông lôi hỏa là từng tế luyện lôi hỏa, cũng hóa thành một đầu ngọn lửa bao trùm tới. a à, lôi lính nội vang lên lần nữa một đạo thảm tuyệt luân cũng chính là tiếng kêu thảm thiết, long gia thanh âm không bằng bá đao dương cương bá khí, ngược lại có loại con vịt bén nhọn, nghe người dùng mình. Long ra thần thuẫn bị phá, kia phong thần giáp sáng lên đạo đạo quang mang che lại thân thể của hắn, đáng tiếc phong thần giáp là giáp, không phải chiến khải, không phải trọn vẹn, đầu cùng hai chân căn bản không có cách nào bảo vệ, thoáng cái giấy lên hừng hực liệt hỏa, trong nháy mắt tử vong, là Long Gia, Long Gia Thanh Âm, hậu phương hơn 10 dặm bên ngoài hơn 20 thiên quân tốc độ so Long Gia chậm rất nhiều, nghe được Thanh Âm toàn bộ người đều thân thể run lên, thân thể dừng lại giữa không chung. Long Gia hô hoán so bá đao còn thảm còn có thể sống mệnh sao bá đao cùng Long Gia đều đã chết, bọn hắn đi theo lấy chịu chết sao. a à, lôi sơn bên kia vừa mới chuẩn bị xông vào lôi lĩnh tứ đại bá chủ cũng ngừng lại, Thanh Âm này bọn hắn quá quen thuộc. Bốn người đối mắt nhìn nhau, thủ hạ thiên quân cũng còn mắt nháy không ngừng. Giang giật tại lôi lĩnh nội, còn giết bá đao cùng long ra, bọn hắn đám người này đi vào xác định liền có thể xử lý giang giật xác định sẽ không bị giang giật từng cái tàn sát. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, một tên niên kỳ tương đối già nua bá chủ trầm giọng mở miệng nói, còn lại tam đại bá chủ rất tán thành, bốn người bọn họ cùng giang giật cũng không có xung đột trực tiếp, còn không có kết xuống tử thù, không đáng đi mạo hiểm. Ha ha ha, càng xa xôi lôi lính bên trên, Linh đang tỉ cười khẽ, cười đến trang điểm lộng lẫy, trước ngực một đôi đầy đặn cũng đi theo rung động, này chuỗi linh đang vang lên không ngừng, trong mắt nàng đều là vẻ tán thưởng, khẽ vuốt cầm nói: "Quái tài, thật sự là một cái quái tài, có thể thu lấy khống chế lôi hỏa, chiến thuật cũng vận dụng đến thiên y vô phùng, tiểu tử này quả nhiên không phải vật trong ao a." À. "A," à, tiểu Hồng miệng nhỏ mở ra, kinh dị nói: "Tiểu thư, khoảng cách xa như vậy, người thần thức có thể dò xét kia lôi lính nội lôi hỏa không phải có thể hủy diệt thần thức sao ngài vậy mà?" Hừ, Linh đang tỉ lườm Tiểu Hồng một chút, nói khẽ chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, thiên địa tri đại không thiếu cái lạ, cũng tỉ như cái này thương lang liền là một cái kỳ nhân. Tiểu Hồng, theo ta mấy năm giống như trở nên có chút lên mặt hừ hừ, ngươi chúc thực lực ấy, nếu là ta có một ngày rời đi hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục, cam đoan ngươi sống không quá một tháng. a à, Tiểu Hồng ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, xấu hổ nói ra, Tiểu Thư, nô tì biết sai rồi nột tỳ về sau nhất định đổi, tiểu thư ngài không muốn vứt xuống tiểu Hồng a. À. Ai, Linh đang tỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tiểu Hồng, nghiêm mặt nói, "Đứng lên đi, tiểu Hồng, ngươi là ta vào thiên lôi thành cái thứ nhất đối ta hữu hảo người, ngươi không phạm sai lầm ta đương nhiên sẽ không mất đi ngươi mặc kệ. Nhưng là ngươi nhất định muốn nhớ kỹ một điểm, bất kỳ cái gì thời điểm ngươi cũng đừng nghĩ đến dựa vào người khác, thực lực bản thân mới là ngươi chỗ dựa lớn nhất." Tiểu Hồng gà con mổ thóc gật đầu, không dám lại nói nửa câu. Đứng lên ánh mắt theo Linh đang tỉ nhìn về phía phương xa. À cái này màu xanh chiến giáp thế mà tại nhiệt độ cao như thế phía dưới còn không có hủy đi. Lôi lĩnh nội, Giang giật thiêu chết long ra về sau, tò mò nhìn trên người hắn món kia chiến giáp, hắn trong nháy mắt đem lôi hỏa thu vào hỏa linh châu bên trong, như thế bảo vật hắn cũng không muốn hủy đi. hưu hắn thân thể vạch phá bầu trời mà đi, đem long ra cốt kia không có đầu không có cước thi thể bắt lấy, đột nhiên kéo một cái đem chiến giáp lấy xuống đồng thời đem không trung bồng bình một viên cổ thần nguyên giới thu vào. Cổ thần nguyên giới không tính là gì trí bảo, nhưng bên trong cấm chế rất kỳ lạ, chỉ cần không cần bạo lực oanh kích, bình thường cũng sẽ không bị hủy diệt, trong giới chỉ tồn chữ bảo vật cũng sẽ không cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Hắn không có đi điều tra long ra cổ thần nguyên trong nhẫn có bảo vật gì, một tay sách theo long ra tàn thi, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng lôi sơn bên ngoài bay đi. Xoạt, hơn 10 dặm khoảng cách thoáng cái đã đến, Long ra cùng bá đao hơn 20 tên thiên quân thủ hạ, nhìn thấy một đạo bóng xanh từ đằng xa mấy ngọn núi ở giữa bay lượn mà ra, còn cầm một cỗ thi thể không đầu toàn bộ đều một mảnh xôn xao. Mọi người con người lấp lóe trần chờ bất định, có người nổi giận, có người sát khí tuôn ra, có người hoảng sợ, có người e ngại, càng nhiều người bản năng hướng về sau mới lặng yên lui ra phía sau. Giang giật trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế, một cái đại quang đầu lông mày dâu cũng không có, nhìn rất là quái dị. Hắn chậm chậm bay tới, mặt không biểu tình một đôi trắng đen rõ ràng con ngươi tại mọi người trên thân đảo qua ngẫu nhiên có lôi quang hiện lên làm lòng người giật mình mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không ai dám ra mặt có chút không biết làm sao tiến thối không được chỉ có thể ánh mắt khóa chặt giang giật trong tay các loại binh khí lấp lánh quang mang tùy thời chuẩn bị công kích ầm um, giang giật đứng tại bên ngoài hai dạm giữa không trung hắn tiện tay đem long ra thi thể trùng điệp hướng phía dưới ném một cái long ra tàn thi như phá bao tải rất xuống đi nện đến một cái thạch phong bạo liệt, thi thể cũng chia năm xẻ bảy, tâm địa gian rảo nội tạng rơi đầy đất. Hai lựa chọn, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua mọi người, hờ hững nói ra, các ngươi lão đại đều bị chết rồi, các ngươi hoặc là thần phục với ta, hoặc là tiếp tục đuổi theo tùy các ngươi lão đại, muốn theo ta lẫn vào, đi bên trái ngoài 10 dặm dãy núi, không muốn cùng ta lẫn vào, các ngươi có thể xuất thủ. Cắt cắt chương 680, Giang gia, chạm đội là một chuyện rất trọng yếu. Cái này đội một khi đứng sai, nhẹ thì tiền đồ xa vời, nặng thì mất mạng. Bất quá bá đao cùng long gia đã xác định chết rồi, cũng không tồn tại vấn đề quá lớn, người ở chỗ này coi như đầu nhập vào giang giật, cũng sẽ không có vấn đề gì, chẳng lẽ lại long gia cùng bá đao hai người theo minh giới trở về lấy mạng. Bày ở trước mặt mọi người vấn đề, liền là cùng giang giật lăn lộn vẫn là đi đầu nhập vào còn lại bá chủ, hoặc là dứt khoát từ tự lập môn hộ. Bá chủ chết mất hai cái, giang giật rất có thể thượng vị, trở thành một đại bá chủ, cái kia còn có một cái danh ngạch đâu, để mọi người trần chờ bất định nguyên nhân, rất chủ yếu một điểm liền là Giang giật thực lực, Giang giật thấy thế nào đều không đủ 20 tuổi, mặt ngoài thực lực làm sao dò xét đều chỉ có kim cương cảnh, để một đám thiên quân cường giả thần phục với hắn mọi người luôn cảm giác thật mất mặt, không phục. Giống như Giang giật ngay trước vô số người mặt chém giết bá đao cùng long ra, mọi người sẽ tâm phục khẩu phục, nhưng ai cũng không biết Giang giật là thế nào giết. Sở dĩ rất nhiều người trần chờ, đương nhiên cũng có hai người đôi mắt chuyển động, ánh mắt lộ ra một tia kiên định thân thể hướng bên trái ngoài 10 dặm một tòa cự đại sơn phong bay đi, đồng thời mặt mũi tràn đầy cung kính trầm giọng chắp tay nói, thương gia, chúng ta về sau theo ngươi lăn lộn. Thương gia, chúng ta cũng theo ngươi lăn lộn, có người dẫn đầu, một chút trần chờ bất định người cũng hạ quyết tâm hướng nơi xa bay đi. Chỉ là trong chốc lát, giữa sân 27 người tự có 12 người hướng nơi xa bay đi, giữa không chung còn thừa lại 15 người con người lấp lóe hạ bất định quyết tâm. Thương gia, một người cắn răng mở miệng nói, ta không muốn cùng ngươi là địch, lúc trước truy sát ngươi cũng là long ra mệnh lệnh, xin hỏi ta có hay không có thể rời đi. Ta nói qua, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, Giang giật lạnh lùng mở miệng nói, ngữ khí rất là bá đạo, nói rõ hoặc là thần phục với hắn, hoặc là chết. Kia nói chuyện thiên quân trong con người hiện lên một tia nổi giận nhưng không có trực tiếp rời đi, giờ phút này ai dám cái thứ nhất ngoi đầu lên ngỗ nghịch Giang giật, tuyệt đối sẽ trở thành hắn đầu tiên mục tiêu công kích. Long gia thủ hạ đệ nhất hãn tướng, toàn trường duy nhất một tên trung giai thiên quân Long xà do dự một lát, đột nhiên truyền âm nói, thương gia, làm giao dịch ngươi giết hai đại bá chủ, thành nội chống đi hai cái vị trí. Ta xuất các huynh đệ ủng hộ ngươi trở thành một đại bá chủ, ngươi cũng ủng hộ ta thượng vị như thế nào về sau chúng ta cộng đồng tiến thối, ta Long xà dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế nào? Ha ha ha, Giang giật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu vài tiếng, đùa cợt nhìn Long xà một chút, cũng không có truyền âm, Ngược lại mỉa mai cười nói, ngươi có tư cách gì cùng ta nói giao dịch các ngươi đều nghe, bớt nói nhiều lời ta số năm âm thanh, hoặc là cùng ta lăn lộn, qua bên kia sơn phong đứng đấy, hoặc là toàn bộ chết, năm, bốn, như tử thần kêu gọi thanh âm vang lên, rất nhiều người luống cuống. 15 người bên trong có 5 người cắn răng hướng giang giật chắp tay nói, thương ra, chúng ta theo ngươi lăn lộn. Hưu, 5 người vạch phá bầu trời hướng bên trái sơn phong bay đi, còn lại 10 người rõ ràng dùng long xà làm trung tâm, Long xà đôi mắt chuyển động, bên trong hàn quang lấp lánh, vẫn như cũ không hạ nổi quyết tâm. Ba, hai, giang giật u lãnh thanh âm tiếp tục vang lên, long xà trên thân khí thế một thịt, đột nhiên bạo hống các huynh đệ, liên thủ xử lý hắn. Giết, giết, còn lại chín người đến giờ phút này còn không có thần phục, rõ ràng là không phục, giờ phút này long xà vừa hô toàn bộ người động, hóa thành 10 đạo lưu quang hướng.